chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện trọng sinh chi nữ tướng tinh chuyển thể thành phim cầm nguyệt như ca của tác giả Thiên Sơn trà khách hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào tiếp xuống hai ngày Hỏa yến một mực đang chờ hứa ra phúc vượng đầu kia tin tức đáng tiếc là không biết là không phải là bởi vì hứa chi hằng cũng ở đây tra tần ma ma tung tích phúc vượng tìm người một chuyện tiến hành cũng không thuận lợi cùng đồng thời Hỏa Yến cùng tiêu giác gặp qua Phạm Phu Nhân ban đêm hôm ấy, quả thực sự có người chui vào trong lao, ý muốn diệt khẩu. Nguyên nhân tiêu giác nhắc nhở, Lưu Đại Nhân sớm đem trong mục phòng thủ tăng lên không ít nhân thủ, thích khách cũng không đạt được, nhưng những ngục tốt không thể bắt đến người, bị thích khách che mặt trốn được. Tuy là như thế, Phạm Phu Nhân như cũ điên điên khùng khùng, Lưu Đại Nhân không dám tùy tiện dùng hình, Phạm ra cùng tên kia tìm chết tiểu tỷ có quan hệ người cũng vẫn đang điều tra, bản án lâm vào thế bí. Ngày đó Hỏa Yến bị ám sát là ở trong đường phố, thành thủ chuẩn bị đến rồi về sau, không ít bách tính cũng đánh bạo tới vây xem, Hỏa Yến lộ ra ngay thân phận, chuyện này liền không có khả năng giấu giếm được. Ngày thứ hai, tràn đầy sóc kinh người đều biết, tiêu giác vị hôn thê, vị kia bệ hạ thân phong vu an hầu ban ngày ban mặt phía dưới bị người hành thích, may mắn thân thủ không kém, tránh thoát một kiếp. Trong lúc nhất thời, sau kinh bách tính ban đêm đi ra ngoài ít đi rất nhiều, sợ gặp được bên ngoài lắc lư giặc cướp tất cả chưa tra ra trước đó trong kinh thành người chỉ sẽ cho rằng là giặc cướp thái tử phủ đệ bên trong mỹ mạo các tiểu tỳ đang tại đánh đàn nhảy múa thái tử nghiễm duyên tận tình thanh sắc đã không phải là một ngày hai ngày sự tình thái tử phi mặc dù phẫn nộ nhưng cũng bất lực liền đem một lời tâm tư toàn bộ dùng trên người mình chỉ mong sớm đã sinh hạ đích trưởng tôn thái tử vị trí cũng tốt càng vững chắc chút đáng tiếc là thái tử phi bụng bất tranh khí từ lúc vào phủ thái tử cửa vẫn không có động tĩnh. Nhiễm duyên đối với thái tử phi bất mãn trong lòng, càng ngày càng làm càn, cho tới bây giờ, toàn bộ trên tòa phủ đệ dưới, đã không có người có thể quản giáo đến hắn. Hôm nay thái tử thiết yến, mời từ tương, sở chiêu cũng ở đây. Từ lúc phụ hoàng tứ hôn đến nay, bản cung còn chưa kịp đối với tử lan nói một tiếng chúc mừng. Thái tử nhìn xem sở chiêu cười nói. Lần này tử lan đạt được ước muốn, cùng từ tương thân càng thêm thân, là một chuyện thiên đại chuyện tốt. Chúc mừng. Nói đi, hướng sở chiêu dương dương một tay lên bên trong ly rượu. Sở chiêu bận bịu bưng lên trước mặt chén rượu, liền không dám sưng. Theo thái tử cùng nhau đem trong tràn rượu uống cạn. Bây giờ tiêu hoài cần đã về tới sóc kinh, nghiễm duyên thở ra một hơi, ô thác quốc sứ giả ít ngày nữa liền muốn vào kinh. Tiêu hoài cần nhất định sẽ trăm phương ngàn kế cản trở tại đại ngụy mở các trận một chuyện chẳng qua hiện nay trong chiều phần lớn đều là chúng ta người, bản cung cũng không lo lắng. Dừng một chút, thái tử ánh mắt lóe lên một tia ngoan ý. Bản cung lo lắng là lão tứ, nếu như tiêu hoài cần đầu phục lão tứ. Nhiễm sóc trong chiều, mặc dù nhân mạch không kịp nhiễm duyên, làn quý phi nhà mẹ đẻ cũng không kịp trương hoàng hậu thế lớn, nhưng lại có bọn họ không có tự nhiên yêu thế, văn tuyên đế sủng ái. Văn tuyên đế sủng ái nhiễm sóc, mà trong chiều mấy khối vừa già lại thối cứng rắn thạch đầu, cũng trong bóng tối ủng hộ tứ hoàng tử nhiễm sóc. Tứ hoàng tử trung dung không tranh, điện hạ không cần phải lo lắng. Từ tương mỉm cười mở miệng. Tiểu tử kia là không có tác dụng lớn, chỉ là... Thái tử nheo mắt lại. Đều khiến người cảm thấy chướng mắt không thôi. Đại khái là trong chiều đám người mặc dù không có nói rõ, động lòng người người đều lòng dạ biết rõ, hắn có thể phẩm tính, cũng không sánh nổi nhiễm sóc. Coi như là chính hắn người cũng cho là như thế, cho dù là trước mắt lão hồ ly này. Thái tử ánh mắt từ trên người từ tương lướt qua, ngược lại là muốn bắt đầu một cái khác cái cọc thú vị sự tình đến. Tử Lan, thái tử đột nhiên nhìn về phía sở chiêu, nghe nói bên cạnh ngươi có một tỷ nữ, Xinh mỹ mạo lanh lợi, nhưng là thật. Sở chiêu nghe vậy, trong lòng như một chậu nước lạnh quay đầu rội xuống, chậm rãi lãnh triệt thành băng, nhưng mà trên mặt lại nửa phần không hiện, cung kính đáp. Thật có việc này, có này mỹ nhân, vì sao cho tới bây giờ không gặp ngươi mang theo trên người? Thái tử cười hỏi, chỉ là trong ánh mắt, lại không một chút ý cười. Vì sao? Đương nhiên là bởi vì một khi mang theo trên người bị thái tử nhìn thấy, ứng hương liền không có khả năng tiếp tục lưu lại sở ra. Cho tới nay, lấy thái tử nhiễm duyên tính cách, phàm là có cô gái xinh đẹp, cũng nên bắt đến bản thân quý phủ. Ứng hương dung mạo sẽ chỉ vì nàng đưa tới tai họa. Nàng này tay chân cũng không lanh lợi, lại vì sinh qua phần mỹ mạo, không tiện mang theo trên người, hà quan liền một mực làm nàng ở tại quý phủ, làm chút quét vầy việc nặng. Thái tử nghe vậy, cười ha ha. Tử Lan, người đây cũng là phí của trời. Người dạng này không hiểu thương hương tiếc ngọc tính tình, này sau cưới vinh đình, có thể phải thật tốt sửa đổi một chút, nếu không tử tương cần phải không cao hứng. Tử Kính Phủ chỉ là ngồi một bên, mỉm cười uống trà, dường như không có nghe thấy thái tử trong lời nói lời nói sắc bén sở chiêu hiện ra mấy phần không biết làm sao thần sắc. Đã lưu tại chỗ ở của ngươi, cũng là phung phí của trời, không bằng đưa cho bản cung tốt rồi. Thái tử chẳng như vô tình nói. Bản cung bên người đang thiếu dạng này lanh lợi nha đầu, đồng cung cũng không kém nuôi thêm người cơm canh, ngươi cảm thấy thế nào? Sở chiêu sướng sờ, dương mắt nhìn về phía nghiễm duyên. Trong sảnh tiếng đàn không biết lúc nào ngừng, khiêu vũ tiểu tỳ cũng lặng lẽ rút đi, hoàn toàn yên tĩnh bên trong, không khí ngưng trệ giống như là sền sệt huyết dịch, mang theo vài phần làm cho người buồn nôn ngạt thở cảm giác đập vào mặt. Người trẻ tuổi thoạt nhìn khuôn mặt cũng coi như tuấn lãng, nhưng không biết phải chăng là bởi vì túng dục vô độ, đáy mắt hiện ra rõ ràng xanh đen, xem người thời điểm, luôn luôn mang thêm vài phần âm lệ cùng nóng này. Mặc dù khóe môi nhếch lên nụ cười, nhìn mình chầm chầm trong mắt, lại có mấy phần cao cao tại thượng khinh miệt. Đó là xuất phát từ nội tâm khinh thường, thượng vị giả nhìn một con run dế giống như xem thường. Làm sao? Thái tử trò đùa tựa như mở miệng. Tử Lan không phải là không nỡ a à. Tử kính phủ chỉ là nhìn trước mắt chén trà, cũng không lên tiếng. Sở chiêu đứng dậy, đi đến thái tử trước mặt, bái hạ thân đi. Tử Lan sao dám, ứng hương có thể bị điện hạ chọn chúng hầu hạ điện hạ phụ cận, là ứng hương phúc phận. Chỉ là cái này nha đầu tay chân vụng về, sợ đụng phải điện hạ, tất nhiên điện hạ trong lòng hướng vào, đợi hà quan trở lại trong phủ, liền tức khắc sai người đem ứng hương đưa tới. Hắn cung kính như vậy thái độ, hiển nhiên lấy lòng thái tử, thái tử chờ sở chiêu quỳ sau một hồi, mới đứng dậy tiến lên đem hắn đỡ dậy, hài lòng cười nói. Cần gì hành lễ, người là bản cung thân cận người, người đưa đến trong phủ về sau, bản cung cũng sẽ hào hảo chăm sóc nàng. Sở chiêu lại biểu hiện một phen trung tâm, nói thái tử trong lòng cực kỳ vui mừng về sau, mới về đến tòa bên trong ngồi xuống. Trên bàn dài rượu ngon món ngon, hắn cầm đũa yên ẩm, thần sắc như thường, nhìn qua cũng không chuyện như vậy nhận nửa phần ảnh hưởng, chỉ là dừng lại chén lấy thời điểm, ánh mắt rơi vào bên cạnh thân từ kính phủ trên người. Lão giả khuôn mặt thân thiết tự ái, tựa như có mấy phần rộng rãi, mỉm cười nhìn qua, y hệt năm đó bái tại hắn vạt áo lúc ân sư ôn hòa ý cười. Sở chiêu cũng đối từ kính phủ hồi lấy cười một tiếng, nâng chén cùng nhau chúc chỉ là nghiêm túc đi xem liền có thể phát hiện hắn thả dưới bàn một cái tay khác đầu ngón tay khảm vào lòng bàn tay tràn ra một đường không sâu không cạn vết máu đợi trở lại sở gia lúc sắc trời đã rất muộn bước vào cửa phủ sở chiêu trên mặt ý cười liền tán sạch sẽ hắn quen tới làm ôn tồn lễ độ nụ cười tuy là đối mặt với sở gia hạ nhân cũng không ngoại lệ hôm nay lại giống như là khó mà chịu đựng tựa như một vào phủ đệ đại môn sắc mặt khó coi giống như là muốn chảy nước, bọn hạ nhân liền phụ cẩn cũng không dám. Từ trên xuống dưới nhà họ sở đều biết cái này tứ công tử không tầm thường, năm đó mới vừa bị người đưa về quý phủ lúc, người người đều tưởng rằng vị này sở tứ công tử sống không lâu, một cái ngoại thất, vẫn là gái lầu xanh sinh hạ tiện trùng, thấy thế nào cũng sẽ không bị sở phu nhân dung thân nạp. Sở chiêu không bao lâu không gặp được từ kính phủ trước, cũng rất là qua một đoạn cuộc sống chật vật. Mặc dù có sở lâm phong che chở, nhưng Sở Lâm Phong cũng không phải là một cái đối với nhi tử để bụng phụ thân, Sở Lâm Phong không nhìn thấy trong góc, Sở Chiêu thường xuyên bị làm khó dễ đánh đập. Nhưng đứa nhỏ này nhịn rất giỏi, một mực nhẫn đến hảo vận giáng lâm, thừa tướng từ kính phủ chọn chúng hắn, không lâu liền thành từ tương môn sinh đắc ý. Cái này về sau, Sở Chiêu một đường lên như diều gặp gió, dần dần, Sở Phu Nhân lại cũng không động được hắn, Sở Lâm Phong đối với đứa con trai này nói gì nghe nấy, mà sở chiêu nhưng lại chưa bao giờ vì vậy mà tính tình đại biến, hắn đợi sở ra hạ nhân, từ đầu đến cuối đều rất ôn hòa, hoàn toàn như trước đây, thời gian lâu dài, rất nhiều sở phu nhân người, cũng trong bóng tối đầu phục sở chiêu. Một cái có tiền đồ hơn, càng ôn nhu săn sóc chủ tử, đồ đần đều biết rõ làm sao tuyển. Nhưng hôm nay sở chiêu, hắn giáo dưỡng hòa hảo tính nết, tựa hồ cũng đã nhẫn đến khô kiệt. Vừa mới đi đến bản thân viện tử, xa xa đã nhìn thấy quen thuộc đèn lồng tại cửa ra vào lay động, sở chiêu đi vào, ứng hương liền tiến lên đón đến. Tứ công tử. Hắn không nói một lời vào phòng. Có lẽ là hắn hôm nay thần sắc quá mức dị thường, ứng hương giật mình, đi vào theo, đứng ở sở chiêu bên người, nhẹ giọng hỏi. Tứ công tử, thế nhưng là chuyện gì xảy ra? Sở chiêu dương mắt nhìn về phía nữ tử trước mặt. Ứng hương xinh rất đẹp, phong phong vận vận, giống như giống như đẹp như tranh, đứng ở chỗ này, tú má lúm đồng tiền diễm so hoa kiều. Dạng này dung mạo, liền xem như vào cung cũng đủ rồi, tại sở ra, nếu không phải là bên cạnh hắn nha hoàn không tiện ra tay, chỉ sợ sở lâm phong sớm đã đem ứng hương nhất làm hắn thứ 20 phòng tiểu thiếp. Khó có thể tưởng tượng, ứng hương phụ mẫu chỉ là bình thường bộ dáng, như thế nào sinh ra ứng hương dạng này phong lưu diễm lệ mặt. Sở chiêu lần thứ nhất trông thấy ứng hương thời điểm, là ở thanh lâu trước cửa ứng hương phụ thân, một cái dân cờ bạc chính nắm chặt cổ tay nàng, dùng một loại co kè mặc cả ngữ khi cùng thanh lâu tú bà thương lượng, nữ nhi của hắn bán vào đi có thể hay không nhiều bán một chút tiền. Mà ứng hương mẫu thân, một cái lớn bụng phụ nhân, chỉ là đứng ở một bên yên lặng rơi lệ, cái gì lời cũng không dám nói. Lúc ấy sở chiêu mới 9 tuổi, vừa mới cùng từ kính phủ không bao lâu, sở phu nhân không còn dám trắng trợn khi dễ hắn. Ứng hương thoạt nhìn cùng hắn đồng dạng lớn, ăn mặc cực kỳ cũ nát, làn da cũng rất bạch, mặc dù không có đánh đóng vai, mặt mày lại có thể nhìn ra được là cái mỹ nhân bại hoại. Nàng thần sắc vẫn luôn rất bình tĩnh, không khóc không nháo, đứng tại chỗ, sở chiêu ngừng tại đối diện trên đường nhìn nàng thời điểm, nữ hài tử này liền ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Rõ ràng vẻ mặt gì đều không có, nhưng cũng tự hồ có thể xuyên thấu qua nàng đôi mắt, thấy được nàng hiểu sâu bi ai cùng tuyệt vọng giống như là đối với đã rõ ràng vận mệnh bó tay đầu hàng, bất lực phản kháng. Trong nháy mắt, sở chiêu nghĩ tới Diệp Nhuận Mai. Hắn khiến gã sai vặt cầm hai phần bạc đem ứng hương ra mua, trở về đối với sở lâm phong nói bản thân thiếu một thiếp thân thị nữ. Sở lâm phong còn tưởng rằng sở chiêu là tồn tâm tư khác, chính hắn phong lưu, đối với nhi tử hành động như vậy không chỉ có không buồn, còn cực kỳ thưởng thức, đến bước này, ứng hương liền lưu tại sở chiêu bên người. Những năm này, ứng hương không nói nhiều, cùng nàng kiều mị đậm rực rỡ bề ngoài hoàn toàn khác biệt, là nàng yên tĩnh thuận theo tính tình. Nàng dáng dấp càng ngày càng đẹp, sở chiêu trong lòng rất rõ ràng, mỹ mạo là sẽ đưa tới tai họa, hắn có thể che chở ứng hương thời gian, rất có hạn. Đại khái là trong mắt của hắn thương hại vì ứng hương phát giác, ứng hương sững sờ một chút, sau một lúc lâu, mới mấp máy môi, hỏi. Tứ công tử, việc này cùng nô tỳ có quan hệ. Hôm nay ta đi phủ thách tử, Sở chiêu nói, thái tử đã biết ngươi. Trong phòng tĩnh chỉ chốc lát. Một lát sau, ứng hương mới bình tĩnh nói. Nô tỳ hiểu rồi. Nàng trả lời thuận theo mà ôn nhu, giống như năm đó ở thanh lâu ngoài cửa sắp bị cha đẻ bán đi một khắc này giống như, rất tự nhiên tiếp nhận rồi nàng vận mệnh, phảng phất sớm liền ngờ tới như thế. Sở chiêu giật giật bờ môi, cuối cùng phun ra hai chữ. Xin lỗi. Ứng hương ngược lại cười, nàng đi đến trước bàn, như thường ngày đồng dạng cho sở chiêu châm trà, trà là sớm tại trên lò nướng lấy, dạng này chờ sở chiêu trở về, uống chính là trà nóng, trời lạnh như vậy là muốn uống chút nóng ấm dạ dày. Nàng đem chén trà đưa tới sở chiêu bên người, nhẹ giọng mở miệng. Cùng tứ công tử lâu như vậy, nô tỳ đã thỏa mãn. Ngày sau nô tỳ không có ở đây, tứ công tử nhớ ký chiếu cố tốt bản thân. Sở chiêu tiếp nhận trà, không nói gì. Ứng hương quỳ xuống thân đi. Nhiều năm như vậy, nhận được công tử chiếu cố, Ứng Hương không thể báo đáp, trước khi rời đi, cho công tử dập đầu a. Nàng hướng về phía Sở Chiêu nhẹ nhàng dập đầu lại ba cái, mỗi đập một lần, phảng phất nặng hơn thiên kim. Cái cuối cùng đầu đập xong, nàng thật lâu cúi người, chưa đứng dậy. Sở Chiêu không có ngăn cản nàng động tác, qua thật lâu, Ứng Hương một lần nữa đứng lên, nàng hướng Sở Chiêu hành lễ. Như vậy, nô tỳ về phòng trước thu thập hành lý, công tử bảo trọng nói đi liền muốn ra cửa ứng hương sở chiêu bảo nàng tên ứng hương dừng bước lại quay đầu trong mắt trong lúc đó sinh ra một đường kỳ vọng cái kia kỳ vọng cực kỳ bí ẩn mà ở ban đêm lại so tinh thần còn sáng tỏ sở chiêu tránh đi nàng ánh mắt giống như là không đành lòng lại nhìn trầm mặc chốc lát hắn mới phun ra hai chữ bảo trọng sở ra những việc này hỏa yến cũng không hiểu biết những ngày này nàng tất cả lực chú ý, toàn bộ đều tập trung ở hứa ra đầu kia. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, tại bạc điều khiển, phục vượng cuối cùng là so với hắn lúc trước nói tám, chín ngày tìm tới tần ma ma tung tích, trước thời hạn mấy ngày. Hỏa Yến đến tin tức đi hứa ra phụ cần quán trà lúc, phục vượng liền một mặt ý cười tiến tới góp mặt, phảng phất làm cái gì làm cho người kiêu ngạo chuyện tốt, không kịp chờ đợi lấy thưởng. Hỏa Yến thấy hắn như thế, biết rõ tất là có đại thu hoạch, trong lòng cũng là vui vẻ, liền hỏi. Có thể là có tung tích, công tử hờm, phúc vượng rất biết giải quyết, không nói trước sự tình kết quả, chỉ đem chính mình những ngày này điều tra vất vả cùng nguy hiểm nói tốt một trận, mới nói. Bình thường là đánh cược tính mệnh thay ngài làm việc, ngươi cũng không thể không đau lòng. Hỏa Yến cười cười, đem trong tay áo một quả cuối cùng bạc để lên bàn, đến bước này, nàng cũng là một nghèo hai trắng nghèo rất mồng tơi. Bất quá ngay phúc vượng mặt, vẫn là muốn giả bộ, Tiểu ca thay ta làm việc, ta tất nhiên không thể thiếu ngươi tốt chỗ. Những bạc này bất quá là đầu nhỏ, nếu như ngày sau ngươi có thể thay ta xử lý càng nhiều chuyện hơn, bạc sẽ chỉ xài không hết. Phúc Vượng nghe vậy, ánh mắt sáng lên, trong lòng có đáy. Hắn liền sợ làm xong đơn này sinh ý, người bí ẩn này cứ thế biến mất. Bạc đến mức như thế dễ dàng, tự nhiên muốn làm một bút dây dài sinh ý. Người này ý nghĩa, còn có chuyện khác muốn giao cho mình xử lý. Phúc Vượng trong lòng liền cao hứng mấy phần. Cái kia tần ma ma tung tích, tiểu đá giúp công tử nghe ngóng tốt. Tần ma ma có cái người tình, lúc trước ở ở ngoài thành như Gia trên làng. Bất quá tiểu lại thăm dò được, từ khi tần ma ma đào tẩu đi tìm cái này người tình về sau, bọn họ liền không ở tại Nghiêu Gia Trang. Cái này người tình họ Nghiêu, nguyên lai là một thợ rèn, Nghiêu thợ rèn có cái thân thích, ở tại cách Nghiêu Gia Trang cách xa mười mấy dặm trong núi hoang, cái kia núi lớn như vậy, muốn tìm một người không phải dễ dàng như vậy sự tình. Nhưng bọn họ ở trong núi, cũng nên đổi lương thực vài dầu, mỗi tháng mùng người, như thợ rèn đều phải xuống núi đi phụ cận phiên chợ chọn mua đồ ăn. Chính hắn cũng giúp người làm một chút công việc, đi mua đồ ăn ngày ấy, cũng sẽ đem đánh chú thiết khí thả ở một nơi gọi, xương mầu tiệm sắt, rèn sắt cửa hàng tiến hành bán. Công tử nghĩ muốn đi tìm tần ma ma, trước tiên có thể đi tìm gian kia, xương mầu tiệm sắt, chờ mùng 10 thời điểm, như thợ rèn xuống núi lúc, Liền có thể tìm được nghiêu thợ rèn. Chỉ có nghiêu thợ rèn biết rõ tần ma ma ở nơi nào. Phúc Vượng cười giả dối. Về phần làm sao để cho nghiêu thợ rèn mở miệng, thì nhìn công tử bản thân dự định làm thế nào. Người nói những tin tức này, thế nhưng là thật. Hòa Yến hỏi. Chính xác 100%, tiểu nào dám lừa gạt công tử. Phúc Vượng vội nói. Chỉ là bây giờ đại gia cũng ở đây làm cho người điều tra tần ma ma tung tích. Tiểu là đi rất nhiều phương pháp mới tra đến nơi đây đại gia chưa hẳn liền không thể tra được. Công tử nếu như rất gấp, tốt nhất mau mau đuổi đi nhà kia tiệm sắt. Nếu như bị đại gia nhanh chân đến trước. Hắn cũng không phải là thật hào tâm vì trước mắt người bí ẩn này cân nhắc, chỉ là sợ người thần bí không có thể tìm tới tần ma ma, cứ thế biến mất, ngày sau liền không có dễ dàng như vậy kiếm được bạc cung cấp hắn tiêu. Hỏa Yến trong lòng cũng có chút kích động, nàng nguyên bản đến hứa ra, cũng chỉ là muốn tìm chứng cứ, cũng không nghĩ tới sẽ tìm được người sống mà bây giờ phúc vượng thế mà nghe ngóng như thế cẩn thận, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Việc này ngươi làm rất tốt. Đến khích lệ, phúc vượng tâm hoa nộ phóng, phảng phất nhìn xem trắng bóng bạc hướng bản thân liên tục không ngừng vọt tới, thuận miệng lên đường. Thay công tử làm việc là tiểu phúc phân, công tử còn có chuyện gì cứ việc phân phó, tiểu biệt không được, cũng chính là đi đứng chịu khó chút, nếu có thể giúp được việc công tử bận bịu liền quá tốt rồi. Nói chưa dứt lời, nói một lời này, Hỏa Yến ngược lại thật sự là nhớ tới một cái khác cái cọc sự tình đến. Nàng do dự trong chốc lát, mới mở miệng hỏi. Người có biết các ngươi quý phủ bây giờ cái này hứa đại nái nái, gần đây có thể có cái gì không đúng? Đại nái nái. Phúc Phượng sướng sờ, càng phát giác trước mặt người suy nghĩ không thấu. Lúc trước nói Hạ Di Nương là hắn đi qua người tình, chẳng lẽ lúc này cái này hứa đại nãi nãi cũng cùng hắn có cái gì liên lụy không rõ liên quan. Lời như vậy, nhà mình đại gia trên đầu chẳng phải là lục vân che đậy đỉnh, trong lúc nhất thời, phúc vượng 10 điểm đồng tình hứa chi hằng. Hỏa Yến cũng không biết trước mắt gã sai vật này trong đầu sớm đã đi chạch đến 10 vạn 8 ngàn dặm, chỉ hỏi. Người không biết hứa đại nái nái tình huống sao, tiểu chỉ là một thủ vệ. Phúc vượng cười nói, đại nái nái viện tử cũng là các tỷ nữ bà tử tại hầu hạ, gã sai vặt rất ít. Công tử thật muốn đánh nghe, tiểu cũng có thể chân chạy, bất quá, tuy nhiên làm sao? Hòa Yến hỏi. Ngày đó tại Ngọc Hoa tự gặp được Hòa Nhị Phu Nhân cùng Hòa Tâm Ảnh không bao lâu, nàng liền gặp thích khách, Hòa Yến nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy đều cùng Hòa như phi thoát không khỏi liên quan. Mặc dù Hòa Tâm Ảnh cái gì đều không biết, vốn lấy Hòa như phi cẩn thận, chưa chắc sẽ buông tha nàng. Cùng cô muội muội này mặc dù ở chung thời gian không dài, nhưng Hòa Yến cũng không hy vọng nàng xảy ra chuyện. Bất quá mấy ngày nay đại nái nái dường như thân thể mệt mỏi, đều không sao cả ra cửa. Phu nhân lúc ra cửa thời gian cũng không có mang theo nàng. Phúc vượng nói. Hòa yến trong lòng siết chặt. Hứa phu nhân đi ra ngoài không mang theo hòa tâm ảnh, lúc đầu cũng không có gì. hết lần này tới lần khác là từ nàng đi một chuyến ngọc hoa tự sau. thực sự để cho người không thể không suy đoán hòa tâm ảnh là bị người nhà họ hứa giam lòng. Phúc vượng, Hòa yến nhìn về phía trước mặt người, ta lại mời ngươi giúp ta làm một chuyện nhìn chầm chầm hứa đại nái nái. Nếu như hứa đại nái nái đã xảy ra chuyện gì, hoặc là có vấn đề gì, mời ngươi đến trong quán trà tìm cái kia trên mặt sinh mặt dỗ tiểu nhị, cáo chi một tiếng. Phúc Vượng tuy có nghi hoặc, lại vẫn gật đầu. Được rồi. Sự tình giao phó xong, hai người chia ra rời đi. Hỏa Yến đi trước, Phúc Vượng sau đi, Phúc Vượng lúc đi không có lưu ý đến, đối diện góc đường một chỗ vài tơ hàng rong trước, có bóng người giấu ở cửa hàng trước hình trụ về sau, đợi hắn thân ảnh biến mất không gặp, mới đi ra. Là một cái nữ tử áo đen. Ban đêm, tiêu gia thư phòng cửa bị mở ra, có người từ bên ngoài tiến đến. Tiêu giác đem kiếm treo hồi tường bên trên, bỏ đi áo ngoài, mới vừa xoay người, bên ngoài có người gõ cửa. Vào. Wow. Tiến đến là toàn thân áo đen loan ảnh. Tiêu giác không có nhìn nàng, đi đến trước bàn, trước bàn chất đống một chồng thư tín, hắn thuận tay cầm lên mấy phong mở ra. Loan ảnh nói. Thiếu gia để cho thuộc hạ nghe ngóng sự tình, đã có manh mối. Thanh niên chính rút ra một tờ tín chỉ, nghe vậy cũng không ngừng đầu, chỉ nói. Như thế nào? Loan ảnh có chút do dự. Tiêu giác động tác trên tay một trận, liếc nàng một chút. Chính là cái nhìn này, để cho loan ảnh đặt xuống quyết tâm, thấp giọng nói. Có thuộc hạ hứa ra cửa ra vào thủ ba ngày, hôm nay chờ đến hòa cô nương, trong phòng yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hòa cô nương cùng hứa ra thủ vệ gã sai vặt ở phụ cận trong quán trà ngồi nửa canh giờ mới rời khỏi. Thuộc hạ hỏi qua quán trà tiểu nhị, trước đó, bọn họ đã đã gặp mặt vài lần. Tiểu giác cầm trong tay tin bỏ trên bàn, tại trên ghế ngồi xuống, nhìn về phía nàng nhặt nói. Ngươi cha được cái gì? Cái kia thủ vệ gã sai vặt gọi phúc vượng, gần đây trong tay tiền bạc phong phú rất nhiều, tại hứa ra tìm một cái gọi tần ma ma người. Tần ma ma từng là hứa chi hằng ái thiếp hạ uyển như vũ em, nhưng hạ uyển như bệnh chết về sau, tần ma ma liền mất tích. Thuộc hạ suy đoán, hòa cô nương là cho phúc vượng một bút tiền bạc, nắm phúc vượng nghe ngóng tần ma ma tung tích. Nhưng kỳ quái là, hứa ra đại gia hứa chi hằng bây giờ cũng đang khắp nơi tìm tần ma ma. Loan ảnh nói xong, cũng không dám nhìn tới tiêu giác thần sắc. Hỏa Yến vậy mà sao lưng cùng hứa ra có dính rất không rõ quan hệ đối với Tiêu Giác mà nói cũng không phải một tin tức tốt. Một cái mang rất nhiều bí mật nữ tử đều khiến người ngờ vực. Cái này gọi tần ma ma người nhìn tới rất trọng yếu. Thanh niên vuốt vuốt trong tay cái chặn giấy ngọn đèn dưới bóng tối thấy không rõ lắm hắn là cái gì thần sắc. Tần ma ma tung tích cha được chưa? 212, Loàn ảnh vượt đầu vượt lên cha chưa? Được. Vào mùa đông ở Sóc Kinh mỗi ngày lại lạnh hơn một chút đêm có mưa, sáng sớm hôm sau, mặt đất ướt át và lạnh lẽo. Vào ngày mùng 10 tháng 10, Hòa Yến dậy rất sớm. Hòa Tuy và Hòa Vân Sinh đã ra khỏi nhà từ khi trời còn chưa sáng, một người đi làm, một người đi học. Hòa Yến dậy sau khi họ ra khỏi nhà, thắp nến, rửa mặt và lặng lẽ ra khỏi nhà. Thanh Mai vẫn còn ngủ say, chưa đến giờ dậy nấu cơm. Hỏa Yến biết rõ Sích Ô đang nghỉ ngơi trong căn phòng trống ở sân sau, nửa đêm gác nửa đêm về sáng nghỉ ngơi tuy nhiên người này rất nhạy bén sợ bị phát hiện hỏa yến dùng kỹ năng ẩn nấp học từ kiếp trước nhanh chóng ra khỏi sân hương hương nhìn nàng như không hiểu hành động của nàng hỏa yến vỗ nhẹ đầu ngựa hòa vân sinh rất yêu quý con ngựa này đã sắm cho nó một bộ yên ngựa mới nhưng không nỡ cưỡi hôm nay vì muốn ra khỏi thành mà không có tiền thuê xe ngựa nàng đành phải nhờ hương hương giúp đỡ trở đi một đoạn Hỏa Yến leo lên ngựa, trong ánh sáng mờ mờ của mùa đông ở Sóc Kinh, nàng nhanh chóng hướng về phía ngoài thành. Khi tiếng gà gáy lần thứ ba, Thanh Mai ngáp dài, dậy đi nấu nước. Ấm nước đặt ngoài sân, nước sôi bốc hơi, tạo ra một chút ấm áp trong buổi sáng lạnh giá. Nàng vào bếp, nấu cháo, rồi ra chuồng ngựa thêm nước vào máng cho ngựa. Hòa Vân sinh yêu ngựa như mảng, trước đây luôn tự tay chăm sóc nó, nhưng giờ bận học hành, đi sớm về muộn, không thể lúc nào cũng chăm sóc được, nên giao nhiệm vụ này cho Thanh Mai. Thanh Mai cũng không dám lơ là, coi Hương Hương như vị thiếu gia thứ ba trong phủ, dốc lòng chăm sóc. Thường ngày khi nàng đến chuồng ngựa, Hương Hương nghe thấy tiếng nàng sẽ đi qua đi lại, nhưng hôm nay lại yên lặng khác thường. Thanh Mai lo lắng, liệu có phải bị bệnh không? Trời gần đây rất lạnh, người dễ bị cảm lạnh, huống chi là ngựa. Thanh Mai đến trước chuồng ngựa, cầm đèn lồng xem xét, rồi bất ngờ nàng chạy vội về phòng hỏa yến vừa chạy vừa hét cô nương cô nương ơi hương 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 bị trộm rồi cửa bị đẩy ra tiếng của thanh mai im bặt trong phòng trống rỗng không có ai trong lòng nàng dối bời tìm quanh phòng một lượt không thấy bóng dáng hỏa yến nàng giật mình một lúc rồi bật khóc bang một tiếng cửa lại mở ra một giọng nam vang lên từ sân có chuyện gì vậy xích ô xoa chán không thể không thừa nhận rằng hòa gia thực sự quá nghèo. Viện tử chỉ có ba gian phòng, không có chỗ trọ nào khác. Hòa tuy là người chân thành, muốn dọn phòng mình cho Sích ô ở, Hòa Vân Sinh cũng miễn cưỡng đồng ý ở chung phòng với Sích ô nhưng Sích ô quyết từ chối. Mặc dù thường ngày không cầu kỳ, nhưng anh không muốn sống trong hoàn cảnh như vậy, đến nhà người ta làm thị vệ bảo vệ an nguy, bảo vệ đến cả phòng chính của chủ nhà. Cuối cùng, Hòa tuy đành dọn gian phòng chứa tạp vật ở giữa viện cho Sích ô Căn phòng này rất nhỏ, sau khi dọn sạch tạp vật, chỉ đủ chỗ đặt một chiếc giường. Xích ô muốn nằm cũng phải nghiêng người, dù làm thị vệ tại tiêu gia, điều kiện cũng khác xa. Mặc dù hòa gia đã cố gắng cung cấp điều kiện tốt nhất cho anh, nhưng nhiều khi xích ô muốn tự bỏ tiền túi để hòa gia đổi sang một căn nhà lớn hơn. Đêm qua, anh canh gác đến nửa đêm, rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Lúc này vừa tỉnh dậy, nghe thấy tiếng khóc nức nở của tiểu tì, anh liền đứng dậy hỏi thăm. Thanh Mai xoay người, thấy Xích Ô thì giật mình. Thường ngày, Xích Ô ở trong sân rất yên lặng, không ăn cơm cùng họ, chỉ ban đêm ngủ ở phòng chứa đồ lặt vặt, khiến mọi người gần như quên sự hiện diện của anh. Giờ thấy Xích Ô xuất hiện, Thanh Mai như bắt được cọng cỏ cứu mạng, lao đến. Xích Ô công tử, cô nương và Hương Hương đều không thấy, bị bắt đi rồi. Xích Ô im lặng. Anh nói. Ta đi xem thử. Hỏa Yến ngủ trong phòng được trang trí sạc sỡ xung quanh có túi thơm màu hồng. Xích ô rất ngạc nhiên, nếu không phải cần thiết, anh sẽ không muốn nhìn thấy những thứ này. Anh không ngờ dưới vẻ bề ngoài tự tại của Hòa Yến lại có sự yêu kiều như vậy. Sau này, khi kể lại việc này cho Bạch Mộ Vi, Bạch Mộ Vi mới hiểu ý Hòa Yến khi bố trí phòng tân hôn cho tiêu giác. Anh chỉ nhìn một lúc rồi ra khỏi phòng, thanh mai theo sau hỏi. Xích ô công tử, thế nào? Nàng không bị bắt đi, mà tự rời đi sao có thể như vậy? Thanh Mai không tin. Cô nương sao có thể tự rời đi mà không nói tiếng nào? Dù muốn đi cũng sẽ chào hỏi. Xích ô công tử. Nàng nghi ngờ nhìn xích ô từ đầu đến chân. Ngươi không phải sợ không báo cáo tốt cho tiêu đô đốc, liền đổ trách nhiệm lên cô nương nhà ta chứ. Xích ô không thể nhịn được nữa. Cô nương nhìn kỹ đi, tiểu thư nhà các người bị bắt đi, trước đó còn nghiêm túc gấp song chăn. Chăn gấp vuông vức như một khối đậu hũ, rõ ràng là do hòa yến gấp, xin hỏi thích khách nào bắt người trước còn đợi nàng gấp xong chăn mền thanh mai nhưng mà bắt người thì thôi cả người lẫn ngựa cùng bị bắt ta chưa từng thấy qua thanh mai không nói gì một lúc sau nàng như quên hết những chỉ trích và nghi ngờ với xích ô vừa rồi lịch sự hỏi xích ô công tử ngài có nghĩ ra lý do vì sao cô nương lại rời đi mà không chào ai không xin lỗi ta không biết xích ô cũng bực mình trong viện này chỉ có Thanh Mai và anh. Nhìn bộ dạng mốc nghếch của Thanh Mai, rõ ràng Hòa Yến không cần phải vất vả trốn khỏi nhà như vậy, chắc chắn là để tránh anh đi theo. Giờ người không thấy, khi thiếu gia hỏi tới, anh chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Hòa Yến rời đi nhẹ nhõm, để lại cho anh một mớ rắc rối. Đã biết đến hòa gia lần này không phải là chuyện tốt, quả nhiên. Làm sao bây giờ, có nên báo quan không? Thanh Mai hoang mang lo sợ nhìn vào người duy nhất trước mắt có thể nói lên lời. Xích ô nói. Không cần, ta sẽ ra ngoài tìm nàng. Hỏa Yến chắc chắn lén ra ngoài, có thể là để xử lý việc không muốn ai biết, báo quan sẽ làm mọi chuyện trở nên phức tạp. Vừa bước đi một bước, tay áo bị kéo lại, Xích ô nhìn lại, thấy thanh mai nắm lấy hắn, như sợ anh cũng sẽ đi không báo trước. Ta đi chung với ngươi. Không cần, trong viện này chỉ có mình ta, cả hương hương cũng không có ở đây tiểu tỷ tử miếu máu, như muốn khóc, cố kiềm nén. Xích ô công tử, ta đi chung với ngươi tìm cô nương. Xích ô, anh bất đắc dĩ. Được rồi. Hỏa Yến đương nhiên đoán được sau khi mình đi, trong nhà sẽ náo loạn thế nào. Nhưng nàng cũng tin tưởng xích ô, có thể làm yên lòng thanh mai cái khóc bao. Nếu không phải vì người tình của tần ma ma, như thợ rèn mỗi tháng chỉ mùng người mới xuống núi tới sương màu tiệm sắt. Nàng sẽ không nghĩ ra biện pháp này, không thể để xích ô đi cùng, chỉ có thể lén ra ngoài, còn những việc khác, đợi tìm được tần ma ma rồi tính sau. Từ khi hương hương về hòa ra, được hòa vân sinh chăm sóc tốt, ăn ngon uống sướng. Thỉnh thoảng không đi học, có thể dắt nó ra bờ sông chạy chơi. Tiểu mã chạy rất nhanh, hòa yến ra khỏi thành rất thuận lợi, hỏi thăm người đi đường, cuối cùng đến chợ chân núi Hoang Sơn nơi này không náo nhiệt bằng trong thành, các thôn trấn phụ cận chỉ có một chợ lớn như vậy. Mỗi tháng mùng 10, các thương nhân đều đến đây bày quầy bán hàng. Có bán thảo dược, quần áo cũ, bò dê, rất náo nhiệt, người xem hoa mắt. Hỏa Yến dắt ngựa đến trước một quán rượu, trường quỹ cười chào. Tiểu ca muốn mua rượu sao? Hôm nay ra ngoài, Hỏa Yến mặc trang phục nam cho tiện, nghe vậy chỉ cười nói. Ta muốn đi đánh móng sắt cho ngựa, nghe nói gần đây có tiệm sắt, xương màu tiệm sắt, trưởng quỹ biết ở đâu không? Trưởng quỹ nghe vậy, chỉ hướng cho Hỏa Yến. Ngươi đi thẳng con đường này, đến cuối, nhìn sang phải, đó là xương màu tiệm sắt. Hỏa Yến cảm ơn, rồi dẫn Hương Hương đi theo hướng đó. Khi đến cuối con đường, ngoảnh lại, quả nhiên thấy trước mặt một cửa hàng, trên biển hiệu viết. Xương màu tiệm sắt. Hỏa Yến buộc ngựa bên ngoài, bước vào trong. Bên trong chỉ có một lão sư phó tóc hoa dâm, Môi trước lò rèn, đang gõ đinh đinh đương đương. Sư phó. Hòa Yến gọi. Lão sư phó ngẩng đầu nhìn Hòa Yến, hỏi. Khách quan muốn đánh gì? Xin lỗi. Hòa Yến nói. Ta không đến rèn sắt, ta muốn hỏi thăm sư phó về một người tên Nhiêu Thợ Rèn, nghe nói mỗi mùng người ông ấy đến đây, hôm nay ông ấy đã tới chưa? Hòa Yến có chút không chắc chắn, Phúc Phượng chỉ nói Nhiêu Thợ Rèn đến vào mùng 10, nhưng không nói giờ nào với tính cẩn thận của Ngưu Thợ Rèn, chắc chắn làm xong việc sẽ rời đi. Nàng ra khỏi thành đến đây, lúc này đã gần trưa, có lẽ Ngưu Thợ Rèn đã đến và rời đi rồi. Lão sư phó nghe vậy, dừng tay, đứng dậy, cầm khăn thấm nước lau vết bẩn trên tay rồi nói. Lão Ngưu hôm nay chưa đến, nhưng mà, ông ấy trễ rồi, đây là lần đầu tiên ông ấy đến trễ. Hòa Yến, trễ, mỗi tháng mùng 10 sáng sớm, ông ấy sẽ đến đây giao hàng. Lão nghiêu tay nghề rất giỏi. Lão sư phó xúc động nói. Lúc đầu ta mời ông ấy đến làm thuê cho ta, mỗi tháng tiền công cao hơn nhiều, nhưng ông ấy không chịu. Theo thời gian, hôm nay sáng sớm giờ thìn, ông ấy nên ở đây, giao cho ta 10 cái tiết liêm tháng trước, nhưng giờ đã gần chưa. Lão sư phó nhìn ra ngoài trời. Ông ấy vẫn chưa đến. Có lẽ trên đường có chuyện gì làm trễ nải. Hỏa Yến nói vậy, nhưng trong lòng lại lo lắng, sợ rằng hứa chi hằng đã tìm ra tần ma ma trước nàng nên giờ không gặp được nhiêu thợ rèn lão nhiêu là người cẩn thận nếu không có việc khẩn cấp sẽ không đến trễ lão sư phó hỏi hòa yến công tử tìm ông ấy làm gì ta biết ông ấy là người đơn độc công tử quen lão nhiêu hòa yến cười nói không phải quen ta chỉ muốn hỏi thăm ông ấy về một số việc thôi lão sư phó nhẹ gật đầu chỉ vào một tấm ván gỗ bên cạnh vậy công tử ngồi đây một chút, chờ lão nghiêu đến. Hỏa Yến nghe lời ngồi xuống, nhưng không ngờ rằng lần ngồi này kéo dài cả ngày. Mặt trời dần lặn, trời bắt đầu tối dần, lão sư phó hoàn thành công việc một ngày, rửa tay thay đồ, đứng dậy nói với Hỏa Yến. Công tử, xem ra lão nghiêu hôm nay không đến. Đến giờ này chợ sắp tan, ta cũng phải đóng cửa. Ông khéo léo ra hiệu Hỏa Yến nên rời đi. Lòng Hỏa Yến chịu nặng như rơi khối đá miễn cưỡng cười một tiếng nói tốt nàng không yên lòng nói với lão sư phó sư phụ chuyện hôm nay xin đừng nói với ai như thợ rèn cũng vậy mấy ngày nữa ta sẽ lại đến lão sư phó đồng ý hỏa yến mới dắt ngựa rời đi Trở tan người dần dần tàn đi chỉ còn lại một cảnh hỗn độn một số mẹ con nhà nghèo đang nhặt trái cây thừa trên mặt đất xa xa đèn lồng dần sáng hỏa yến dắt ngựa chậm rãi đi lòng khó mà vui trở lại. Ban đầu nghĩ rằng Phúc Vượng phát hiện manh mối, hôm nay đến đây sẽ theo Ngưu Thợ Rèn tìm thấy Tần Ma Ma, không ngờ lại không thu hoạch được gì. Trong nhiều tháng, Thợ Rèn luôn đúng hạn đến lò rèn giao hàng, nhưng hôm nay lại không đến. Từ sáng đợi đến muộn không thấy tăm hơi, chắc chắn không phải là sớm muộn. Hoặc là Ngưu Thợ Rèn đã mang Tần Ma Ma dọn đi lần nữa, hoặc là ông ấy không thể đến đây. Ánh mắt Hòa Yến trầm xuống, khi trở về nhà, trong nhà đã hỗn loạn. Hòa tuy chưa về, Hòa Vân Sinh đang chuẩn bị đi ra ngoài, cả nhà ồn ào. Khi Hòa Yến dắt ngựa trở về, Thanh Mai ở cửa, nhìn thấy Hòa Yến còn tưởng mình nhìn lầm, rụi rụi mắt rồi lao tới, vừa chạy vừa hô. Cô nương đã trở về. Hòa Yến chưa kịp mở miệng, Hòa Vân Sinh đã làm ra vẻ hưng sư vấn tội, nói. Ngươi đi đâu, còn mang theo hương hương. Hòa Yến không biết hắn quan tâm hương hương hay mình, suy nghĩ rồi nói ta hôm nay rảnh rỗi mấy ngày nay chưa ra ngoài nên mang hương hương đi dạo đã muốn đi ra ngoài sao không mang theo người hòa vân sinh liếc nhìn xích ô đứng im lặng bên cạnh ngay cả chào hỏi cũng không a à, hòa yến ra vẻ giật mình ta để lại chữ trên bàn lúc đi các ngươi không thấy sao nếu không thấy có lẽ chim yến bay vào tha đi trời rét lạnh làm gì có chim yến hòa vân sinh nhìn nàng lạnh lùng ngươi rốt cuộc đã làm gì ta chỉ ra ngoài đi dạo không làm gì ta thấy còn sớm xích ô chưa tỉnh nên nghĩ không cần đánh thức hắn dù sao chút nữa sẽ trở lại không ngờ lâu không ra ngoài vừa đi liền quên thời gian xin lỗi lần này ta ham chơi lần sau sẽ không vậy nữa hòa yến nói mà không có chút thành ý xích ô đây là nói anh ngủ say như chết sao hòa vân sinh giận dữ hòa yến ta đói Thanh Mai nấu cơm chưa? Hỏa Yến sờ bụng, hôm nay nàng ở lò rèn cả ngày, không dám rời đi sợ bỏ lỡ như thợ rèn, chỉ mua hai cái bánh bao ngoài cửa ăn tạm. Đã làm xong. Thanh Mai vội vào bếp bưng đồ ăn ra. Cô nương đói bụng ăn tạm đồ ăn trước, nô tỷ đang hâm nóng cháo, lúc này ăn là vừa. Cảm ơn ngươi. Hỏa Yến cười tùm tìm đáp. Hỏa Vân sinh tức giận nhưng cũng không thể làm gì, Hỏa Yến muốn làm gì, từ trước đến nay hắn không thể quản trong lúc nhất thời vừa tức giận vừa bất đắc dĩ hắn đành theo hỏa yến ngồi xuống bàn cầm đũa ăn không ngon miệng xích ô đứng cạnh cửa trong lòng cũng nghi hoặc hỏa yến ra ngoài cả ngày anh cùng thanh mai tìm khắp nơi mà không thấy tung tích nàng hòa vân sinh suýt báo quan giờ thấy hỏa yến bình yên vô sự thần sắc không có dấu hiệu gì nhưng nàng rốt cuộc làm gì trong phòng vắng vẻ ở sân một nam một nữ ngồi đối diện cả hai đều đã có tuổi người đàn ông có làn da ngăm đen trên mặt đầy nếp nhăn ngón tay bẩn trông rất cường tráng giống như người lao động chân tay người phụ nữ khoảng bốn mươi mấy tuổi mặc đồ bình thường nhưng da mịn màng vẫn có nét đẹp không giống như từng trải qua đắng cay người đàn ông có vẻ bình tĩnh hơn người phụ nữ thì sắc mặt kinh hoàng cả hai tay chân bị trói bằng dây thừng không thể cử động miệng vẫn có thể nói nhưng từ khi bị đưa đến đây họ gọi mãi mà không ai trả lời Lão Nghiêu, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Người phụ nữ mở miệng, giọng nói đầy lo lắng. Người đàn ông và người phụ nữ này chính là Nghiêu Thợ Rèn và người tình của ông ta, Tần Mama, mà Hòa Yến đang tìm. Nghiêu Thợ Rèn lắc đầu, ông ta trông chất phác, nhưng đôi mắt lại tinh danh, nhìn quanh một chút rồi nói. Có lẽ là người của hứa ra tới. Nghe hai chữ. Hứa ra. Toàn thân Tần Mama run lên. Trước đây, nàng theo Hạ Uyển như vào hứa ra, Hạ Uyển như được sủng ái, nàng làm vũ em cũng trải qua những ngày tốt đẹp. Cuộc sống ở hứa ra tốt hơn nhiều so với hạ gia trước đây, nhưng tiệc vui chóng tàn, từ khi hạ Uyển như chết, nàng sống lang bạt, trốn đông trốn tây. Nghĩ đến cái chết của hạ Uyển như, tần ma ma dùng mình. Hạ Uyển như là đứa bé do nàng một tay nuôi dưỡng, mặc dù tính tình kiêu căng, nhưng rất tin tưởng vũ em của mình. Tần ma ma trước đây đã từng nhắc nhở hạ Uyển như rằng có một số việc là bí mật, biết càng ít người càng tốt. Nếu ai đó nói cho ngươi biết một bí mật mà không che giấu, đó không phải là vì tin tưởng ngươi, mà vì trong mắt họ, ngươi đã là người chết. Người chết là người giữ bí mật tốt nhất. Nàng từng khuyên Hạ Uyển Như thu xếp để cùng nàng trốn thoát, nhưng Hạ Uyển Như không tin lời nàng, cuối cùng chết tại Hứa phủ. Trước khi Hạ Uyển Như chết, Tần Mama đã dự liệu được số phận của mình, viết một lá thư cho người tình cũ, hy vọng sau khi mình chết nghiêu thợ rèn có thể giúp chăm sóc người nhà nàng nghiêu thợ rèn dù làm việc nặng nhọc nhưng đầu óc nhanh nhẹn lại có tình cảm với tần ma ma liền cho nàng một lời khuyên ông nói nếu nàng chết con cháu tần ma ma vẫn sẽ gặp nguy hiểm không bằng trốn đi hứa chi hằng có lẽ vì sợ mà không dám ra tay với người nhà tần ma ma tần ma ma nghe xong cảm thấy nghiêu thợ rèn nói có lý việc trốn đi đâu để nghiêu thợ rèn quyết định suốt năm qua nàng cùng nghiêu thợ rèn trốn trong núi hoang sống yên tĩnh nhưng đêm qua không hiểu sao một nhóm người lạ đột nhiên xông vào dễ dàng khống chế và đưa họ đi khi tỉnh dậy họ đã ở trong căn phòng này lão nghiêu chúng ta có phải sắp chết không tần ma ma lo sợ hỏi họ đã tìm ra chúng ta sẽ không cho chúng ta sống cháu ta còn có ngươi là ta liên lụy các ngươi nghiêu thợ rèn nói a à, tần đừng sợ Ta thấy họ chưa chắc muốn giết chúng ta. Tần ma ma ngừng đầu. Ngươi nói gì? Nếu có chút hy vọng sống, ai muốn chết? Tần ma ma cũng không muốn chết. Nghe như thợ rèn nói vậy, mắt nàng sáng lên. Nếu là hứa chi hằng, khi tìm thấy chúng ta, hắn đã ra tay, không để chúng ta sống đến bây giờ. Như thợ rèn an ủi nàng. Chỉ hiện tại chúng ta chưa gặp nguy hiểm. Vậy, ý ngươi là, người bắt chúng ta không phải hứa đại gia tần ma ma nghi hoặc hỏi vậy họ bắt chúng ta để làm gì cái này ta cũng không biết tần ma ma im lặng đôi khi không biết điều gì mới là đáng sợ nhất đối phương cứ ném hai người ở đây chẳng quan tâm điều này càng khiến người ta nghi ngờ hơn là lộ thân phận ngay từ đầu không biết bao lâu bên ngoài có tiếng người vang lên tần ma ma mừng rỡ hy vọng nhìn về phía cửa phòng đóng chặt cửa phòng bị đẩy ra có người bước vào trước là hai người mặc đồ đen, một nam một nữ, thần sắc không rõ manh mối. Sau là một thanh niên, vẻ ngoài tuấn Mỹ, nhìn quần áo, chắc không phải người tầm thường. Tần ma ma hầu hạ nhiều năm ở hứa ra, ánh mắt vẫn sắc bén, vừa thấy ba người này, liền biết thanh niên tuấn Mỹ mới là chủ nhân, lúc này liền mở miệng. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Nhưng nhiều thợ rèn không nói gì, chỉ yên lặng quan sát người tới. Thanh niên Tuấn Mỹ ngồi xuống ghế giữa phòng, hai người mặc đồ đen đứng cạnh hắn. Ánh mắt hắn lướt qua hai người, cuối cùng dừng lại trên người Tần Mama. Rõ ràng thần sắc bình tĩnh, nhưng lại khiến Tần Mama dùng mình. Ngươi là nhũ mẫu của Hạ Uyển như ở hứa ra. Người kia hỏi. Tần Mama bắt đầu lo lắng, trước đây còn ôm chút hy vọng, giờ người này vừa mở miệng nàng liền hiểu đối phương đến vì bí mật của hứa ra. Nàng nói. Đúng, công tử nàng chưa kịp nói hết, liền bị cắt ngang. Thanh niên lạnh lùng hỏi. Hạ Uyển Như chết thế nào? Ta, nói dối, hắn sẽ chết. Hắn khẽ nhếch cằm, nhìn về phía nghiêu thợ dài đã ghé thăm kênh hô lết trong 13, Xuân Phân. Tần ma ma sướng sờ, người này trông rất trẻ, thoạt nhìn có vẻ còn trẻ hơn hứa chi hằng một chút, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng như một vũng nước băng, lạnh thấu xương. Bà ta chưa từng gặp người này trước đây, không biết thân phận của đối phương, nhưng cảm giác nguy hiểm từ người này còn lớn hơn cả hứa chi hằng tần ma ma đã giữ thủ tiết từ khi còn trẻ dù vậy khi còn trẻ bà rất xinh đẹp sau khi chồng chết vẫn có người muốn lấy bà nhưng bà không muốn giao con trai cho người thân xa người đàn ông muốn lấy bà thì không chịu nuôi con riêng chỉ có nghiêu thợ rèn là chấp nhận nhưng tần ma ma lại chê nghiêu thợ rèn nghèo nghĩ rằng sau khi vào hạ phủ cuộc sống tốt hơn nhiều bà liền từ bỏ ý định tái hôn tuy vậy quan hệ giữa bà và Ngưu Thợ Rèn cũng không rõ ràng. Ban đầu Tần Mama không quan tâm nhiều đến Ngưu Thợ Rèn, nhưng sau khi Hạ Uyển Như gặp chuyện, chính Ngưu Thợ Rèn đã chỉ cho bà một con đường sống. Trong thời gian cùng nhau vượt qua hoạn nạn, Tần Mama thực sự nảy sinh tình cảm với ông ta. Người trẻ tuổi kia đánh trúng điểm yếu, lấy tính mạng của Ngưu Thợ Rèn ra đe dọa, Tần Mama liền bị động. Bà nói: "Hà Di Nương, Hà Di Nương phạm lỗi, bị phu nhân dùng gia pháp bị đánh gậy, thân thể yếu đuối, không chịu nổi, đã mất. Nói xong, bà nhìn về phía người trẻ tuổi, đánh giá thần sắc của đối phương. Đối phương thần sắc vẫn thản nhiên, giọng bình tĩnh. Ta không kiên nhẫn nghe ngươi nói nhảm, nếu ngươi cho rằng tính mạng của người này chưa đủ, ta có thể thêm vào tính mạng của cha con Ngô Hàm. Nghe vậy, tần ma ma nghẹn ngào kêu lên. Không. Ngô Hàm là con trai bà, người này, lấy tính mạng của con cháu ra đe dọa bà đối phương không phải hứa chi hằng, nếu hứa chi hằng giết con cháu bà, sẽ sợ tần ma ma liều mạng, tiết lộ sự thật, nhưng người đàn ông xa lạ này dường như không quan tâm. Hắn không có bất kỳ điểm yếu nào, lại biết rõ về bà như lòng bàn tay. Tần ma ma ngồi phịch xuống đất, trong nháy mắt, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Không cần lo lắng, ta không có ý định lấy mạng ngươi. Hắn hơi nghiêng người về phía trước, nhìn chằm chằm vào mắt tần ma ma, ánh mắt sắc lạnh. Hứa Chi Hằng chú ý tới cha con Ngô Hàm là để ép ngươi ra mặt. Nhưng nếu ngươi nói rõ sự thật, ta có thể giữ mạng cho cha con họ. Tần ma ma rung động, điều kiện này thật sự rất hấp dẫn. Lần đầu tiên trong đời bà dám liều. Nô tỳ làm sao tin được ngài. Đối phương cười khẽ, đưa tay ra hiệu, người đàn ông áo đen phía sau tiến lên, đưa một chiếc vòng tay cho hắn. Người thanh niên giơ chiếc vòng tay lên trước mặt tần ma ma. Tần ma ma kinh hãi. Chiếc vòng tay này là bà đã đặt làm khi cháu trai vừa chào đời, còn mời Cao Tăng khai quang để bảo vệ cháu được bình an. Giờ nó rơi vào tay đối phương, bà biết mình không còn khả năng thương lượng, chỉ còn cách nói ra sự thật để đối phương hài lòng, tha cho gia đình bà và như thợ rèn. Ta nói, ta sẽ nói hết. Tần Mama đau buồn nói. Hạ Di Nương bị đại gia xử tử, gia pháp chỉ là nguy trang, Di Nương bị giam trong phủ đầu, sợ người ngoài phát hiện, ngày ngày bị cho uống thuốc không lâu sau sẽ chết. Người thanh niên không nghĩ ngợi gì thêm, chỉ hỏi. Vì sao hứa chi hằng muốn xử tử hạ uyển như? Bởi vì, hạ di nương phạm sai lầm lớn, không thể không chết. Sai gì? Tần ma ma tay run rẩy, hít một hơi thật sâu, như muốn lấy thêm chút can đảm, một lúc sau mới mở miệng. Bởi vì, hạ di nương đã giết đại nái nái. Nghe xong câu này, cả phòng yên lặng hẳn đi. Loan ảnh và phi nô phía sau đều kinh ngạc cả sóc kinh đều biết đại nãi nãi của hứa ra trước đây là vì mù không thấy rõ đường nên vô tình ngã vào hồ nước chết đuối giờ lại nói đại nãi nãi chết trong tay thiếp thất thật quá hoang đường dù gì thì hòa ra đại tiểu thư em gái của hòa như phi thân phận cũng không thấp nếu chết vì tranh giành tình nhân với thiếp thất thì thật quá vô lý khó trách hứa chi hằng muốn nhanh chóng xử tử hạ uyển như cùng tất cả những người biết chuyện nếu không ngự xử sẽ tấu lên chuyện trị gia không nghiêm hứa chi hằng sẽ mất chức nhưng nếu hòa gia không biết rõ tình hình đã mất một người con gái tại sao lại gả thêm một người nữa nếu hòa gia biết rõ tình hình sao lại dễ dàng bỏ qua như vậy tiêu giác ánh mắt thoáng động lời của tần ma ma xác nhận suy đoán của hắn vì sao hạ uyển như muốn giết hứa đại nãi nái hay là hắn đổi cách nói vì sao hứa chi hằng muốn giết hứa đại nãi nái tần ma ma giật mình vội nói không phải công tử Hạ Di Nương giết đại nái nái, là chuyện riêng của phụ nữ, không liên quan đến người khác. Đại gia hiền lành, tại sao lại muốn giết đại nái nái? Đại gia hiền lành, làm sao có thể làm chuyện như vậy? Tiêu giác lạnh lùng nhìn bà. Ta đã nói rồi, ta không kiên nhẫn nghe người nói dối. Ngay sau đó, thanh kiếm trong tay Phi đã đặt lên cổ ngưu thợ rèn. Máu nhỏ xuống từ cổ hắn, không ai có thể giữ bình tĩnh khi đối mặt với cái chết. Người đàn ông vốn luôn bình tĩnh, Lúc này trong mắt cũng lộ vẻ hoảng sợ. Tần Mama càng sợ hãi, mặt tái nhợt. "Không, dừng tay." nô không tiến thêm bước nào, Tiêu Giác nói, "Ta hỏi lại lần nữa, vì sao Hứa Chi Hằng muốn giết phu nhân của hắn?" Điều khiến Tần Mama vẫn còn lo lắng không nói ra sự thật vào thời điểm quan trọng nhất, không phải là một bí mật nhỏ. Tần Mama nhắm mắt lại, dường như rất bối rối, kiếm của đối phương như từ từ ép sâu vào cổ Ngưu Thợ Rèn chiếc vòng tay sáng lấp lánh hiện ra trước mắt. Bà bỗng nhiên lớn tiếng nói. Ta không biết, ta không biết, ta quá sợ, ta đã khuyên nàng, đừng ra tay. Nhưng nàng nói, đó là ý của đại gia, không sao cả, nàng làm theo lời đại gia sẽ không có chuyện gì. Ta đứng xa, lúc đó rất sợ, chỉ nghe mơ hồ hạ di nương nói với đại nái nái, hòa tướng quân. Tiêu giác bỗng nhiên ngước mắt, ánh mắt như lưỡi đao sắc bén, khiến tần ma ma không dám nói, hắn hỏi ngươi vừa nói gì tần ma ma run rẩy nói Hạ di nương nói với đại nái nái hòa tướng quân khi đó bà sợ muốn chết trong nhà dù có thấy máu đau kiếm không ít nhưng tần ma ma chưa bao giờ trực tiếp giết người bà đương nhiên muốn hạ uyển như có địa vị vững chắc trong hứa gia nhưng bà thấy rõ gia thế của hạ uyển như không bao giờ có thể trở thành phu nhân của hứa chi hằng vì vậy khi hạ uyển như nói với bà rằng muốn giết hỏa yến tần ma ma giật mình cố gắng khuyên can nàng từ bỏ ý định này. Nhưng Hạ Uyển như quyết tâm, không nghe lời khuyên của bà. Tần ma ma thấy kỳ lạ, cuối cùng Hạ Uyển như thổ lộ sự thật, rằng hứa chi hằng ra lệnh giết Hòa Yến. Nhưng hứa chi hằng vì sao muốn giết Hòa Yến, Hạ Uyển như không chịu nói, chỉ nói đó là bí mật giữa nàng và hứa chi hằng. Lúc đó, thật ra tần ma ma đã ý thức được có điều không ổn. Đáng tiếc là, Hạ Uyển như từ nhỏ đã bị gia đình làm hư, đến hứa ra, hứa chi hằng lại là người ôn nhu ngay cả chủ mẫu hỏa yến cũng không quản lý chỉ có giá tâm mà không có đầu óc lời của tần ma ma nàng không nghe lọt tai đến khi tần ma ma muốn làm gì thì đã không kịp ngày hòa yến bị chết đuối bà trốn ở bên ngoài trong lòng kinh hãi đến cực điểm hạ uyển như hành động quá lớn nhiều người như vậy mà không hề kiêng rè bà nghe loáng thoáng hạ uyển như và hòa yến nói chuyện như đang làm điều bí mật không rõ ràng nhưng có một câu tần ma ma nhớ rất rõ Hạ Uyển như gọi Hòa Yến là Hòa tướng quân, Hòa tướng quân là phi hùng tướng quân Hòa Như Phi, anh trai của Hòa Yến, chuyện này liên quan gì đến Hòa Yến? Tần ma ma lúc đó bối rối không nghĩ ra, đến khi thoát khỏi hứa ra, cùng như thợ rèn lang thang khắp nơi, bà mới suy nghĩ kỹ và nhận ra điều bất thường. Bà dường như cũng thấy được chút mánh khóe của bí mật này, nhưng điều này quá kinh khủng, nếu bí mật này lộ ra, hậu quả không thể tưởng tượng nổi vì vậy trừ khi không còn cách nào khác tần ma ma tuyệt đối không nói ra chuyện này nhưng bây giờ mỗi khi bà nhớ lại tình cảnh ngày đó toàn thân liền lạnh buốt ngày đó dưới sự chứng kiến của nhiều người hứa đại nãi nãi bị côn bổng ép buộc bị đẩy vào một ao nước lạnh không thể thoát ra nhưng đám người phách lối ở đó trong mắt kẻ khác từ lâu tất cả đều là người chết ngay cả hạ uyển như cũng không ngờ sau khi hứa chi hằng lấy mạng vợ hắn sẽ nhanh chóng ra tay với nàng tất cả đều là nhân quả báo ứng, trong cõi u minh tự có định mệnh. Trong phòng không ai nói gì, tần ma ma không thể không ngẩng đầu nhìn đối phương, trong lòng lo sợ, đây là bí mật lớn nhất của bà, bà không rõ đối phương là ai, muốn biết những điều này để làm gì. Nói tiếp, tiêu giáp nói, có người nói chuyện, dù sao cũng tốt hơn là im lặng, tần ma ma quyết định nói hết ra. Sau khi đại nái nái chết, ta dự liệu được Hà Di Nương sẽ bị đại gia diệt khẩu. Ta sợ hãi, muốn vòi Hạ Di Nương cùng ta chạy trốn, nhưng Hạ Di Nương không chịu. Lúc đó, những người hầu trong phủ, nhất là người ở viện của Di Nương, đều bị cấm xuất phủ. Sau khi ta trốn đi, đã sai người nghe ngóng, nghe nói bây giờ người ở viện của Di Nương trước đây ở hứa ra đều đã bị thay thế. Họ đều đã chết, đại nhân. Tần ma ma nói xong, lau nước mắt. Ta chỉ biết nhiêu đó, dù trước đây hầu hạ hạ Di Nương, nhưng vì sao đại gia muốn giết đại nái nái, Hạ Di Nương không chịu nói cho ta biết. Ta chỉ là một hạ nhân của hứa ra, ta không biết gì cả, ban cầu ngài tha cho chúng ta. Tiêu Giáp đứng lên, nhìn hai người họ một chút, nói. Các người tạm thời ở đây. Rồi đi ra khỏi phòng, thị vệ ngoài cửa đi vào theo Tiêu giác, nơi này không phải Tiêu Gia mà là một biệt viện. Loàn ảnh và Phi Nô đi bên cạnh Tiêu giác, trong lòng đều không ngừng khiếp sợ. Tiêu Giáp đi đến cuối viện tử, dừng lại ở tường hoa ở đây chỉ có lá xanh, không có hoa hồng. Giọng nói hắn vang lên trong gió, mang theo hơi lạnh thấu xương. Loan ảnh, sinh nhật của Hòa Như Phi và hứa đại nái nái là khi nào? Loan ảnh trả lời. Đó là vào ngày xuân phân. Vào ngày đó, cả Hòa Đại Phu Nhân và Hòa Nhị Phu Nhân đều sinh con, Hòa Như Phi và hứa đại nái nái cũng ra đời vào cùng ngày xuân phân. Nói xong, nàng cùng Phi Nô liếc nhìn nhau, cả hai đều thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Khi ở Kim Lăng, từ miệng của Hoa Du Tiên, chúng ta đã biết rằng. Hoa Như Phi lúc đó là một nữ tử, nhưng bây giờ, hành động của Hoa Như Phi trong trận chiến tại Hoa Nguyên đã chứng minh rằng người này không phải là. Hoa Như Phi, lúc đó, Tiêu Giác đã luôn lệnh cho Loan Ảnh điều tra về nữ tử thân cận với Hoa Như Phi, nhưng hôm nay, có lẽ không cần điều tra thêm nữa, dù Tần Ma Ma chỉ nhắc đến. Hoa tướng quân, nhưng ba chữ này đã nói lên rất rõ ràng. Trước đây, hòa như phi học tại hiền sương quán cùng các thiếu niên tại kim lăng vào nhập vân lâu và lập nhiều chiến công tại phủ việt quân nhưng thực ra người đó là hứa đại nãi nãi em họ sinh cùng ngày với hòa như phi giờ đây hứa đại nãi nãi đã chết không ai trên đời biết được bí mật này vì vậy hòa như phi trở thành phi hồng tướng quân thực sự người hãy tiếp tục thu thập tất cả những gì liên quan đến hứa đại nãi nãi khi còn sống tiêu giáp nói Quan hệ giữa Hứa Chi Hằng và Hòa Như Phi không hẳn là đơn giản. Hứa Chi Hằng chắc chắn biết về việc Hòa Như Phi và em họ trao đổi thân phận. Loan Ảnh gật đầu đồng ý, nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì đó, chần chờ một chút rồi mới nói. Có thể là Thiếu gia, Hòa cô nương đã mua được một gã sai vặt của Hứa ra để nghe ngóng về tung tích của Tần Mama. Việc trao đổi thân phận giữa Hòa Như Phi và Hứa đại nãi nãi là một bí mật, làm sao Hòa cô nương lại biết được? và tại sao lại muốn điều tra việc này hòa như phi và hứa ra cùng để mắt tới hòa cô nương trước đây tôi nghĩ rằng mục tiêu thực sự của họ là thiếu gia nhưng bây giờ nhìn lại có lẽ không phải như vậy hòa cô nương đóng vai trò gì trong chuyện này loàn ảnh lớn tuổi hơn tiêu giác nhiều gần như đã chứng kiến tiêu giác lớn lên nên không căng thẳng như nô khi đối diện với tiêu giác trong lòng nghĩ gì liền nói ra tiêu giác không lên tiếng nhưng phi nô ở bên cạnh cuối cùng không nhịn được mà nói hòa cô nương và hứa đại nãi nãi cùng tên đó chỉ là sự trùng hợp loan ảnh tiếp tục nói mà không chút suy nghĩ tôi đã điều tra hòa cô nương chính là hòa cô nương không bị thay thế thân phận hơn nữa tên của hòa cô nương đã là tên này từ lâu không có khả năng khác trước đây tôi cũng nghĩ rằng có thể hứa đại nãi nãi có một chị em sinh đôi nhưng tuổi tác không phù hợp và hàng xóm của hòa gia cũng có thể làm chứng hoặc cô nương sinh ra giống hệt mẹ của nàng. Vì vậy, Hỏa Yến hoàn toàn không thể là chị em sinh đôi của hứa đại nãi nãi trước đây. Chuyện liên quan đến Hỏa Yến, dừng lại ở đây. Tiêu giáp nói. Ta biết mức độ cần thiết. Phi Nô và Loan Ảnh đưa mắt nhìn nhau, không ai ngờ rằng chỉ một chuyện nhỏ lại dẫn đến nhiều tình huống như vậy. Không chỉ phát hiện bí mật kinh thiên về việc Hòa Như Phi và em họ trao đổi thân phận, bây giờ ngay cả hành vi của Hòa Yến cũng trở nên khó hiểu nhưng vì tiêu giác đã lên tiếng họ chỉ có thể tuân theo và làm việc theo phân phó tiêu giác nói giám sát chặt chẽ hai người kia đừng để họ trốn thoát hai người đồng ý khi phi nô và loan ảnh ai đi làm việc nấy tiêu giác mới nhìn về phía bầu trời thanh tịnh sóc kinh vào đông chỉ có vài hạt nhỏ li ti dài trên tấm vải nhung đen trong một khoảnh khắc nào đó bên dòng suối trong bầu trời lấp lánh ánh sáng nhạt mặt nước dưới hồ đều phản chiếu ánh sáng từ những chiếc đèn lồng náo nhiệt. Trên thuyền có mì trường thọ nóng hổi, đựng trong những chiếc chén nhỏ làm từ lá cây, bên trong có tương ngọt như mật. Cô gái nhỏ khuôn mặt giấu sau ánh đèn lồng, khi đó bóng đêm quá đẹp, gió lạnh thổi qua, khiến người ta không để ý rằng mắt nàng đã dưng dưng vì hơi nóng, lại còn có chút đỏ lên. Hắn nhướng mày hỏi. Hôm nay không phải sinh nhật của ngươi sao? Cô gái nhỏ khẽ cười. Đồ đốc, Ngươi thật tốt với ta, cảm ơn ngươi. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, ánh mắt rơi vào chiếc giày bên cạnh, phản chiếu trên mặt nước trong hồ. Ngày đó, là lễ tế dương thủy thần, vào xuân phân. Hỏa Yến thực sự không vui, việc không thể tìm được nhiều thợ rèn và tung tích của tần ma ma khiến nàng băn khoăn rất nhiều. Nếu như hứa chi hằng tìm được tần ma ma trước nàng, chắc chắn tần ma ma sẽ gặp nguy hiểm. Điều đó có nghĩa là Hỏa Yến sẽ mất đi một nhân chứng quan trọng ban đầu nàng muốn đi gặp phúc vượng nhưng bây giờ nàng xấu hổ vì trong ví tiền trống rỗng gã sai vật nhà hứa ra lại quá tham lam nếu tay không mà đi chắc chắn sẽ không lấy được tin tức hữu ích nào thế là ngày hôm sau khi hòa yến trở về từ chợ mọi người trong hòa gia đều nhận thấy nàng trầm tư và buồn bã yến yến hôm nay cha đi ngang qua phố đông nghe nói ở sóc kinh các cô nương đang ưa chuộng một loại cao thơm cha mua cho con một cái con thường bôi lên tay cũng thơm thơm. Hòa Yến mặt ủ mày cho nói. Cảm ơn cha. Hòa tuy cũng rất buồn bã. Trước kia, con gái của hắn, xinh đẹp như hoa như ngọc, mặc dù tính tình có kiêu căng chút, nhưng là nữ hài nhi, kiều diễm làm người thương yêu. Bạn đồng nghiệp và bạn bè đều biết con gái yếu đuối và xinh đẹp của hắn, nhưng giờ đây Hòa Yến trở về, tính tình hoàn toàn khác biệt. Mỗi sáng đều đánh quyền, trẻ củi, ngày xưa mua cho nàng son phấn gì đều không cần, suốt ngày chỉ lo lao động, Váy liền tử cũng mặc để làm việc. Mặc dù như vậy cũng rất tốt, nhưng không khỏi chênh lệch quá xa so với trước đây. Có đôi khi, nhìn Hỏa Yến, hắn đều nhớ tới con gái hiểu điệu ngày xưa. Hắn cố ý mua vài món đồ chơi nhỏ để Hỏa Yến nhận ra mình là một nữ tử. Mặc dù hắn cảm thấy Hỏa Yến như bây giờ cũng rất tốt, nhưng Phong Vân tướng quân cần cưới vợ, không phải cưới một huynh đệ. Không thể để cho Hỏa Yến và Tiêu Giác đi ra ngoài cùng nhau. Người ngoài đều nói Hỏa Yến còn trông giống nam tử hơn cả tiêu giác, điều này thật khó chấp nhận. Hỏa Yến không biết hành động của mình đã khiến Hòa Tuy buồn giàu đến mức nào. Nàng chỉ một lòng nghĩ về chuyện của tần ma ma, mặc dù biết rằng như thợ rèn có thể sẽ không xuất hiện tại tiệm sắt xương mẫu nữa, nhưng trong lòng vẫn tồn tại một tia hy vọng. Hai ngày sau, vào buổi sáng khi trời chưa sáng, Hòa Tuy và Hòa Vân Sinh vẫn chưa ra khỏi cửa, Hỏa Yến liền lặng lẽ đứng dậy, xếp chăn đệm, dắt Hương Hương chạy về phía thành trấn. Khi Thanh Mai đứng dậy để nuôi ngựa, nàng lại phát hiện ra như vài ngày trước rằng phòng trống không có ai. Lần này, nàng không khóc lớn lên mà bình tĩnh hơn nhiều, nàng đi tới phòng của Sích Ô, rất lịch sự gõ cửa. Sích Ô mở cửa, "Có chuyện gì vậy?" Thanh Mai mỉm cười chỉ trích, "Sích Ô công tử, ngươi có ngủ say như chết không?" Cô nương lại mang Hương Hương ra ngoài, 14, "Ngươi không phát ta. hiện sao? Chuyến đi này Hỏa Yến đến tiệm sắt xương mộc tìm người, đi từ sáng sớm. Sau khi nàng rời đi, mọi thứ trở nên hỗn loạn, nhưng nghĩ rằng Sích Ô sẽ chân an tốt Thanh Mai, nàng cũng không lo lắng nhiều. Đã đi quen đường, lần này mọi việc diễn ra thuận lợi hơn nhiều. Nhưng nàng không ngờ rằng hôm nay nhà lại có khách. Khi tiêu giáp đến hòa Gia, không có ai ở nhà. Thanh Mai không có ở đó, Sích Ô không có ở đó, và Hỏa Yến càng không có ở đó. Cửa chính Hỏa Gia đóng chặt vốn đã cũ nát, trông như một căn nhà bỏ hoang không có người ở. Trước đây, khi Tiêu Cảnh và Bạch Mộ Vi đến một lần, Bạch Mộ Vi đã đề nghị tìm một căn nhà khác cho hòa gia. Tiêu Giác từ chối, mặc dù việc đó không quá khó khăn, nhưng với tính cách của Hòa Yến, nàng sẽ nói rằng Vô công bất thụ lộc Không làm mà hưởng là chuyện không nên Văn tuyên đế cũng là một hoàng đế không chấp nhận việc dễ dàng Phong hầu nhưng không ban phủ đệ Thậm chí còn phạt bổng lộc một năm hồi ở lương châu vệ hỏa yến cũng được thưởng một ít ngân lượng có thể tạm thời đổi được một căn nhà khác hỏa yến và mọi người sống ở con đường này hàng xóm đều là những người bình thường ban ngày ra ngoài làm việc không như buổi tối trước đây khi ai cũng muốn đến xem nhà không có ai tiêu giác suy nghĩ một lúc rồi định rời đi nhưng vừa quay lại thì đụng phải một người người này nhìn thấy tiêu giác kinh ngạc hỏi tiêu đô đốc sao ngài lại ở đây hóa ra là giang giao Hôm nay, Giang Giao không mặc trang phục tân binh, chỉ mặc một chiếc áo dài màu đỏ, làm tiêu giáp nhất thời không nhận ra. Nhưng khi Giang Giao vừa nói ra lời, liền thầm mắng mình ngu ngốc, Hòa Yến giờ đã là vị hôn thê của tiêu giáp, việc tiêu giáp tìm nàng là chuyện đương nhiên, mình kinh ngạc làm gì. Tiêu đồ đốc đến tìm Hòa Huynh, Hòa cô nương à. Giang Giao cố gắng sửa lại lời nói vừa rồi, rồi nhìn cánh cửa đóng chặt sau lưng tiêu giáp. Tôi vừa đi qua đây, hỏi một người bán trái cây, ông ta nói đây là hòa gia vậy mà hôm nay nhà họ lại không có ai sao tiêu giác lắc đầu rồi nhìn anh ta hỏi ngươi đến đây làm gì à tôi đến để đưa kiếm cho hòa cô nương giang giao gãi đầu trong doanh trại ở sóc kinh binh sĩ mỗi tháng có một ngày về nhà thăm người thân hôm qua tôi về nhà hôm nay phải quay lại doanh trại trước khi đi tôi muốn đưa thanh kiếm này cho hòa cô nương tiêu giác nhướng mày giang giao nhận ra và sợ tiêu giác hiểu lầm vội vàng giải thích vì hòa cô nương bị ám sát ở sóc kinh vài ngày trước tin tức lan truyền trong lương châu vệ các huynh đệ lo lắng nàng gặp nguy hiểm nhà tôi mở võ quán tôi viết thư nhờ cha tìm một thanh kiếm cho hòa cô nương anh ta cầm thanh kiếm bọc vải hơi ngượng ngùng đây không phải bảo kiếm nhưng nhẹ nhàng linh hoạt và sắc bén nếu hòa cô nương có kiếm này bên mình sẽ tự vệ được khi gặp kẻ ám sát kiếm tiêu giác nhíu mày sao lại muốn đưa kiếm à giang Giao không ngờ tiêu giác lại hỏi vậy hòa cô nương kiếm pháp tinh diệu nếu muốn tặng binh khí đương nhiên là kiếm dù võ công và đao pháp của nàng rất tốt nhưng ta thấy kiếm pháp còn giỏi hơn nên tự quyết định chọn kiếm này tiêu giác nhìn thẳng vào mắt anh ta ngươi biết hòa yến kiếm pháp tinh diệu từ đâu chính là lần trước ở nhuận đô giang Giao bừng tỉnh. đúng rồi khi hòa cô nương sử dụng kiếm đô đốc chưa đến nhuận đô nên không thấy Lúc đó ta và Vương Bá đều thấy, hôm đó Hòa Cô Nương dẫn chúng ta tấn công trại ô thác, ai cũng đeo mặt nạ ác quỷ, Hòa Cô Nương đeo mặt nạ khác biệt, nghe Lý Đại Nhân nói, giống hệt mặt nạ của Phi Hồng Tướng Quân. Hôm đó, Hòa Cô Nương đeo mặt nạ, giả làm Phi Hồng Tướng Quân, đánh bại người ô thác. Khi đó nàng dùng kiếm, dù ta chưa thấy Phi Hồng Tướng Quân dùng kiếm, nhưng cảm thấy kiếm pháp của Hòa Cô Nương không kém gì hắn. Giang Giao nói một hơi, rồi sợ rằng mình nói quá nhiều dù là bạn của hòa yến không có quan hệ tình cảm nhưng giờ nàng đã là vị hôn thê của tiêu giác anh ta vẫn nên tránh nghi ngờ giang giao ho nhẹ tôi đến để đưa kiếm không ngờ hòa cô nương không ở nhà gặp tiêu đô đốc ở đây xin ngài giao thanh kiếm này cho hòa cô nương giúp tôi anh ta đưa thanh kiếm bọc phải cho tiêu giác thời gian không còn sớm tôi phải tranh thủ ra khỏi thành về doanh trại việc này xin làm phiền tiêu đô đốc cảm ơn anh ta cúi chào tiêu giác rồi mang theo bọc quần áo quay người đi về phía ngoài. Bóng dáng giang dao biến mất ở cuối con phố dài, tiêu giác cúi đầu, nhìn thanh kiếm bọc vải trong tay, thanh kiếm rất nhẹ, trông mỏng manh và tinh xảo. Hắn trầm ngâm, nghĩ ngợi điều gì, rồi quay người rời đi theo hướng khác. Hôm nay, Hỏa Yến lại một lần nữa trở về tay không? Lão sư phó của tiệm sắt xương mậu nói với Hỏa Yến rằng, những ngày gần đây, thợ rèn như chưa từng xuất hiện, ngay cả 10 chiếc lưỡi liềm đã đặt trước từ tháng trước cũng chưa được giao. Lão sư phó và thợ rèn nghiêu có chút giao tình, dù lưỡi liềm quan trọng, nhưng thợ rèn nghiêu không phải loại người thất hứa. Hỏa Yến hỏi lão sư phó về nơi ở của thợ rèn nghiêu, lão sư phó lắc đầu, nói rằng thợ rèn nghiêu sống ở Hoang Sơn, nhưng không ai biết chính xác vị trí. Thợ rèn nghiêu thường không thích nói về chuyện nhà mình, người khác cũng không tiện hỏi nhiều. Sự việc gần như đã rõ ràng, thợ rèn nghiêu và tần ma ma, phần lớn đã bị người của hứa chi hằng tìm ra trước nàng một bước điều này thực sự là một chuyện làm người ta uể oải. Khi trở về nhà, vì nàng ra ngoài từ sớm, Hòa Tuy và Hòa Vân Sinh vẫn chưa về, nên chưa phát hiện nàng đã lén ra ngoài. Thanh Mai đang ngồi ở ngưỡng cửa, khi thấy Hòa Yến dắt ngựa về, lập tức đứng lên. Cô nương, ngài đã về rồi, ta chỉ ra ngoài dạo chơi, đi mãi đến quên cả thời gian thôi. Hòa Yến nói qua loa. Hòa cô nương ra ngoài từ khi trời chưa sáng, xin hỏi đi dạo là ở phiên chợ nào? Sikho từ cửa sau bước ra, ngữ điệu không vui. Anh ta cùng Thanh Mai vừa về nhà không lâu, nói thật, Sikho cũng không tin việc ra ngoài tìm người sẽ có kết quả gì. Hỏa Yến muốn trốn tránh bọn họ, ai có thể tìm được. Nhưng mỗi khi anh ta tỏ ra không cần tìm người, Thanh Mai liền trực khóc. Sikho gần như nghi ngờ, có phải Thanh Mai muốn đi dạo phố, nên mới kiên quyết tìm Hỏa Yến cả ngày. Tội nghiệp cho anh ta, một người đàn ông lớn, bị cô bé kéo đi khắp nơi cả ngày ám vệ tiêu gia ở sóc kinh không ít, ai biết ngày mai cửu kỳ doanh sẽ lan truyền chuyện này ra sao. Điều làm anh ta cảm thấy thất bại hơn là Hòa Yến chỉ đi một mình, còn dắt theo ngựa, ngay dưới mắt anh ta, nhưng anh ta không phát hiện ra, còn bị thanh mai chế diễu là học nghệ không tinh. Trời mới biết Hòa Yến đã đi ra ngoài thế nào. Nhưng hôm nay, Hòa Yến còn thất bại hơn xích ô, đi sớm về trễ, không thu hoạch được gì, điều làm nàng đau lòng hơn là số bạc chuẩn bị cho phúc vượng, manh mối khó khăn có được bây giờ đều trôi theo dòng nước thực sự là mất cả người lẫn của nàng mệt mỏi nói qua loa vài câu rồi nói đi dạo một ngày có chút mệt mỏi ta về phòng nghỉ trước không đợi thanh mai trả lời nàng đã bước vào phòng thanh mai đứng ngoài cửa nháy mắt với xích ô nói xích ô thị vệ hôm nay ngươi không nên ngủ quá say ban đêm chú ý nghe xem có tiếng động từ phòng cô nương xích ô giờ đây Cô không gọi là công tử nữa mà gọi thẳng là xích ô thị vệ, hơn nữa ý cô là gì, muốn hắn buổi tối không được ngủ sao. Thật buồn cười. Ban đêm, khi đèn vừa lên, từ xa trong phường thị, vang lên tiếng hát của những kẻ say. Trong thành sóc kinh, cuối cùng đã đón trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay. Những hạt tuyết như muối sợi thô, gió từ ngoài thành thổi vào, từng mảnh từng mảnh tung bay. Trước cửa sổ, cây thạch lựu đã quen thuộc, quả lựu chịu nặng, như chỉ cần nhẹ tay đụng vào, sẽ rơi xuống, nằm trên mặt đất phủ tuyết trắng. Trong phòng, lò sưởi nướng trà xanh, bốn phía cửa sổ vừa lúc chiếu ra cảnh tuyết. Có người đứng trước cửa sổ, nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ mà xuất thần. Ta mặc dù chưa từng thấy Phi Hồng tướng quân sử dụng kiếm ra sao, nhưng ta cảm thấy, kiếm pháp của Hòa cô nương không kém hắn. Lời của Giang Dao vang lên trong tai, hắn quay đầu lại, đi đến trước bàn, cầm lấy thanh kiếm trên bàn bao vải tơ quanh thân kiếm đã bị kéo ra, lộ ra chuôi kiếm hoàn toàn, thân kiếm rất hẹp, đại khái là để nữ tử dễ cầm, toàn thân đen kịt, trên vỏ kiếm khắc hoa văn tinh tế, cũng rất nhẹ. Mọi người đều biết, đại ngụy có hai đại danh tướng, phong vân tướng quân với kiếm ẩm thu, phi hùng tướng quân với kiếm thanh lang, là lợi khí thiên hạ, cắt kim như bùn. So với bảo kiếm chân quý, kiếm pháp của họ, kiếm phong lăng lệ, đã đạt đến hóa cảnh. Không bao lâu sau, Hắn gặp Hòa Như Phi, kiếm pháp của Hòa Như Phi không thực sự đẹp mắt, nhưng nhờ hắn chỉ dạy ngầm, đã tiến bộ hơn một chút. Nhưng từ khi Hòa Như Phi nhập ngũ, hắn không có cơ hội thấy nàng sử dụng kiếm, tất cả những gì về kiếm pháp của Hòa Như Phi, hắn chỉ nghe qua mà thôi. Trên bàn chất đầy một chồng thư từ, Tiêu Giác thuận tay cầm lên, lật xem vài lần, ánh mắt dừng lại. Hòa Như Phi và Hứa Đại Nãi nãi cùng sinh vào ngày xuân phân, 14 tuổi. Hòa Như Phi nhập hiền sương quán, 15 tuổi, nàng tìm nơi nương tựa ở phủ Việt quân. Khi Hòa Như Phi lập chiến công hiền hách, trước khi về kinh nhận thường không lâu, nhị tiểu thư hòa ra. Hòa Yến, cũng theo nàng về kinh, dưỡng bệnh tại trang tử. Hòa Như Phi nhận thường, được phong. Phi Hồng tướng quân, cùng với việc nhị tiểu thư hòa ra và hứa chi hằng đính hôn, hầu như xảy ra cùng lúc. Nhị tiểu thư hòa ra trở thành hứa đại nãi nãi, sau 3 tháng gả vào hứa ra nàng bị mù. Một năm sau, nàng chết đuối trong đau khổ, liên quan đến hứa đại nãi nãi đã chết, những chuyện khi còn sống của nàng rất ít ỏi và đáng thương. Ngoài việc gả cho hứa Chi Hằng, nàng không có bất kỳ chuyện gì đáng chú ý tại Hòa gia, giống như một hạt bụi không ai để ý. Cuộc đời nàng chỉ có một chút hào quang khi trở về kinh và có một cuộc hôn nhân được người người ca ngợi. Đáng tiếc là, một chút vận may đó như đã hết sạch, nàng bị mù chết đuối và như một hạt bụi trở về trong hư vô. Cuộc đời và cái chết của nàng, dưới sự trợ giúp của đại ca hòa như phi, như hòn sỏi nhỏ rơi vào biển cả, khó mà tạo nên gợn sóng, người nghe thấy cũng chỉ thở dài một tiếng. Một người phụ nữ đáng thương, hèn mọn, không ai chú ý. Hắn lại cầm lên một phong thư khác, bên trong là một bé gái trùng tên trùng họ với hứa đại nãi nãi, ghi lại tất cả chuyện lý thú từ khi ra đời đến nay con gái của giáo úy cửa thành hòa tuy là hòa yến dù mất mẹ từ nhỏ gia cảnh nghèo khó nhưng dưới sự che chở của phụ thân nàng cũng được nuôi dưỡng tốt nàng lớn lên như bao thiếu nữ bình thường khác trong phố yêu thích son phấn quần áo đẹp không làm được việc nặng nguyện vọng lớn nhất là được gả vào một gia đình sung túc nếu nhà đó có một chức quan phu quân đẹp trai thì nàng thật sự cảm ơn trời đất nàng có mối quan hệ phức tạp với phạm thành hàng xóm đều biết một cô bé lớn lên trên con đường này, muốn biết về nàng, chỉ cần hỏi hàng xóm, dễ như trở bàn tay. Chính vì vậy, hòa đại tiểu thư trong miệng hàng xóm và Vũ An Hầu Hòa Yến bây giờ mới có vẻ như hai người khác nhau. Hòa đại tiểu thư thích trương diện, yêu vẻ đẹp, còn Hòa Yến suốt ngày chỉ mặc quần áo nam tử. Hòa đại tiểu thư chú trọng vẻ ngoài, Hòa Yến chen chúc với mười mấy nam nhân trên một tấm giường lớn cũng không ngại. Hòa đại tiểu thư yếu đuối, đi hai bước liền mệt, hỏa yến tại lương châu vệ mỗi ngày đúng hạn chạy ném nhẹ nhõm tạ đá hơn trăm cân cùng một gương mặt tính cách hoàn toàn khác biệt nàng sẽ đọc thuộc ngô tử binh pháp hiểu rõ thao luyện binh trận như lòng bàn tay có thể nhìn ra điểm yếu của binh pháp ô thác, đối mặt với quân địch trường đao mà không đổi sắc trên đời không thể có thiên tài như vậy nếu có cũng không thể xuất hiện ở lương châu vệ nhưng nếu người này không phải thiên tài mà là hãn tướng từ chiến trường quỷ quyệt mà ra, thì những điều không thể giải thích đều có lời giải hợp lý. Tiêu giác lặng lẽ, cầm phong thư trong tay thả lại ngăn kéo, quay người ra cửa. Viện tử của hắn rất lớn, nhiều phòng trống, tiêu giác đi thẳng tới một gian phòng bên trong, cửa phòng có thị vệ canh gác, khi thấy tiêu giác đến, liền tránh đường. Tiêu giác bước vào. Trong phòng, tần ma ma và thợ rèn như ngồi ở sập, không biết đang nói gì. Khi thấy tiêu giác, tần ma ma hoảng sợ đứng lên, nói. Đại nhân. Hiện tại hứa chi hằng đang điều tra tung tích của tần ma ma, trong biệt viện còn có hai huynh đệ từ ngoài thành trở về, tần ma ma ở đây lại phiền phức. Tiêu giác lệnh cho người đưa bọn họ đến viện tử nhà mình. Hứa chi hằng dù có gan lớn, cũng không dám đến tiêu gia tìm người. Cửa có thị vệ bảo vệ, tần ma ma cũng không trốn thoát được. Tiêu giác bước vào, không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào tần ma ma. Tần ma ma khẽ run, đến giờ, nàng vẫn không biết gì về thanh niên tuấn Mỹ này, nhưng mỗi khi thấy ánh mắt của hắn, nàng không khỏi lạnh cả sống lưng. Hứa đại nái nái chết như thế nào? Tiêu giác hỏi. Tần ma ma sững sờ, vô thức đáp. Là bị hạ di nương hại chết. Ta hỏi là, nàng chết thế nào? Tần ma ma mới lấy lại tinh thần, nuốt nước miếng rồi nói. Chuyện này đó, nô tỳ không rõ lắm, chỉ biết là nha hoàn của đại nái nái dâng một ly trà, trong trà có độc. Đại nái nái có võ công, không tệ lắm, đại khái. Họ sợ đài nái nái trốn được. Sau đó, đài nái nái không thể động, gia đình dùng gậy đánh thương, kéo nàng đến hồ nước, ấn đầu nàng xuống. Như nhớ lại cảnh tượng thảm thương ngày đó, tần ma ma vừa nói xong, cả người run rẩy. Hứa đại nãi nãi chết thảm quá, nàng không dãy rủa không kêu thảm, không xin tha, không như những người sắp chết khác thất thố sụp đổ. Nàng chỉ bướng mình phản kháng vận mệnh, dù mù loà, không nhìn thấy gì, nhưng đáy mắt như có ngọn lửa, kiên quyết, ương ngạnh, cố gắng phản kháng. Chính vì vậy, khi thân thể bị ấn vào nước hồ, dần dần không động đậy nữa, mất đi hơi thở, mới làm cho người kinh hãi. Tần ma ma nhắm nghiền mắt. Đại nái nái bị chết đuối, không phải ngã chết, mà bị ấn sống vào nước hồ, chết chìm. Ngón tay tiêu giác run lên. Trước mắt dần hiện lên cảnh tượng xưa, khói đặc cuồn cuộn trên kênh đào, biển lửa một mảnh. Ngày xuân, nước sông còn lạnh, dưới nước, bé gái không hoạt bát như thường ngày, dù biết bơi, nhưng cơ thể dần cứng ngắc. Nàng đau khổ, tóc dài tàn ra dưới nước, như lưu ly yếu ớt dễ vỡ, phảng phất sau một khắc sẽ tan biến dưới nước. Bị lửa cháy qua người, sau này thấy lửa liền tránh né, từ ngựa rơi xuống bị thương, sau này cũng không chịu lên ngựa. Chết trong nước lạnh giá như vậy, sau này vào nước, chỉ cần nhớ tới khắc trước khi chết, nước ao băng lãnh, Cùng sắc trời gần trong gang tấc mà không thể với tới, sự tuyệt vọng sẽ không bao giờ tan biến. Thì ra là vậy. Tần Ma Ma không biết lời hỏi của đối phương có thâm ý gì, còn xin tha. Đại nhân, nô tỳ thật không có tham dự, là hạ di nương làm, không, là đại gia sai người làm, nô tỳ chỉ đứng ở đó, nô tỳ không làm gì cả. Lời nàng chưa nói hết, đã thấy thanh niên trước mắt đẩy cửa ra ngoài. Cửa sau lưng đóng lại, tiêu giác đi vài bước về phía trước tuyết bay trong đêm, gió lạnh lẽo, thổi tan cảm giác một ngạt trong phòng vừa rồi. Hắn chậm rãi đi theo hành lang, tối nay không trăng, đèn lẻ loi sáng tắt, như đèn kéo quân cực nhanh hiện lên trước mắt, những hình ảnh như đã quen thuộc, cuối cùng như thanh kiếm sắc bén, đâm vào lòng, dần lan ra một nỗi đau nhọn. Thời gian trùng điệp, dưới ánh trăng, bé gái mặc trang phục nhọc nhằn kéo trường cung, từng lần không sợ người khác làm phiền, tại cánh đồng bát ngát lương châu vệ, dần mờ nhạt, mờ nhạt thành một hình ảnh quen thuộc, thiếu niên đeo mặt nạ vụng về vung kiếm trong tay, ngã mặt mũi bầm dập. Hắn mỉm cười nói, lại có người cố gắng như vậy, mà còn không chịu nổi một đòn. Cô bé kia mang theo mùi rượu, tức giận chất vấn. Ngươi vì sao tình nguyện thích lôi hậu mà không thích ta? Bàn về dung mạo, bàn về võ công, hay là tình cảm giữa chúng ta, ta rất thất vọng. Thiếu niên từng học tập khó khăn tại hiền xương quán, giờ đây sau khi say rượu, không chút tốn sức đọc xong nguyên một thiên, vẫn còn muốn ôm eo hắn, lắp bắp xin một lời khích lệ. Nàng tại diễn võ trường nhìn xuống thao luyện tân binh, đối đáp trôi chảy với câu hỏi của mình, được khen ngợi, cười hì hì khoe khoang. Có đôi khi ta thậm chí cảm thấy, ta kiếp trước chính là nữ tướng quân. Cảnh giới cao nhất của kẻ lừa đảo, có lẽ là khi nói thật, cũng phải giấu dưới vẻ không quan tâm nói dối. Hoa Du Tiên cười hỏi hắn, "Cô nương bên cạnh ngài" chính là cô bé năm đó sao? Nàng chính là cô bé năm đó sao? Là cô bé với công ngựa và kiếm thuật dối tinh dối mù, nghiêm túc nhưng cố chấp, cố gắng nhưng quái gở sao? Là cô bé từng nói. Người cầm kiếm trong tay, càng nên hiểu rõ kiếm phong chỉ nơi nào, là hướng về phía trước kẻ địch, hay sau lưng kẻ yếu. Ta tuyệt không hướng kẻ yếu rút kiếm. Sao? Là cô bé bị đồng môn quên tại Điền Trang, dù bị đánh mặt mũi bầm dập cũng không chịu phản bội nói ra tung tích của bạn bè sao. Hay là người tại Ngọc Hoa tự về sau, trên núi Tuyết Liên, một lần tìm chết không được lại thử lần thứ hai, khóc sớt mướt trước mặt hắn, dữ dằn nhưng lại đáng thương, hứa đại nãi nãi. Người khi đó che cho nàng một cây dù, đưa nàng một viên đường, tặng cho nàng một ánh trăng không tồn tại, cũng không biết nàng bi thảm như vậy, bi thảm đến mức không có được tên thật của mình, trong đêm không trăng, một mình nơi đó, cô đơn, hèn mọn suốt nhiều năm. Hắn đã cứu nàng một lần, nhưng không thể cứu nàng lần thứ hai. Trong lễ tế dương thủy thần, Hoa Yến mặt dấu sau chiếc mặt nạ truyền thuyết vì nói dối mà nhận chừng phạt ly hoang, nói ra 10 bí mật, 10 câu nói thật. Ta và Đô Đốc đã có duyên phận từ kiếp trước, ta kiếp trước là một nữ tướng quân. Thì ra là vậy, thì ra là vậy. Hắn ngẩng đầu lên, trời đêm đen kịt, tối nay không có trăng sáng như sương, gió mát như nước cảnh thanh vô hạn. Tối nay lạnh lẽo, hắn chỉ lừa nàng một lần, nàng lại lừa hắn nhiều năm, đến khi nói dối bị phơi bày, mới cảm thấy đau lòng. Tiêu giác đi chậm rãi, đến cuối hành lang, trước thư phòng, dưới cây thạch lựu. Như có bóng dáng cô bé cười vui, đưa tay hái quả lựu còn non, lần này đến lần khác, bóng dáng như trùng điệp với hình ảnh nhiều năm trước trong ngày xuân. Hắn trên tàng cây, nàng dưới tàng cây, mặt nạ che chặt khuôn mặt nhỏ bé, chỉ lộ đôi mắt sáng ngời, cùng cố gắng nhào tới một quả sơn trà vàng óng. Thiếu niên áo trắng nhanh nhẹn rơi xuống đất, nhìn lên cô bé gầy yếu trước mặt, khóe miệng hơi nhếch lên. Ngày đó gió xuân ấm áp, nước xanh biếc, như lúc mới gặp. Có tiếng người vang lên, trong bầu trời minh mông, đồng bằng, bên suối nước, mang theo nỗi buồn không rõ nguyên nhân, cùng vô số đom đóm tản mát trong gió đêm. Có đôi khi làm người thế thân lâu, khó tránh khỏi quên mất mình là ai. Đồ đốc, ngài nhất định phải nhớ ký tên của ta. Ta tên là... Thanh niên đẹp đẽ với ánh mắt sáng ngời, màu tối dần lan tràn, hắn nhìn túi thơm bị nắm chặt trong tay, nhẹ nhàng thốt ra hai chữ. 215, Hòa Tướng Hòa Quân. Yến. Sau một đêm tuyết rơi, sáng hôm sau, sân nhỏ được phủ một lớp xương trắng bạc. Thanh Mai dậy rất sớm nấu cháo, vừa nấu vừa cố ý liếc nhìn xem Hòa Yến trong phòng có ở đó không. Thấy Hòa Yến đang mặc quần áo, cô ngạc nhiên nói... Cô nương sao dậy sớm vậy? Trời lạnh, hay là ngủ thêm chút nữa đi. Không sao, Hỏa Yến vươn vai, ta quen rồi. Ở Lương Châu vệ, ngày nào ta cũng phải dậy sớm, khi về đến Sóc Kinh, thói quen này khó mà thay đổi. Khi Thanh Mai đang nấu cháo, Hỏa Yến liền cầm chổi trong góc sân ra quét viết. "Cô nương, mau bỏ xuống, ngày sau có thể làm việc này? Để nô tỳ làm là được rồi." Thanh Mai vội vàng nói, Hỏa Yến cười nói, "Ngươi còn phải nấu cháo." làm sao mà làm cả hai việc được. Thôi, chỉ là quét tuyết thôi mà, khi ta còn ở vệ sở, ta đã làm nhiều việc còn vất vả hơn thế này, không sao đâu. Thanh Mai rất kiên quyết. Không được, cô nương, ngài cầm lò sưởi vào phòng ngồi đi, chỗ này để nô tỳ làm. Thật sự không sao. Ngồi xổm trong góc tường, Xích cảm thấy rất không tự nhiên, dù rằng hắn được lệnh bảo vệ Hòa Yến, nhưng Hòa gia thật sự rất nghèo, hạ nhân chỉ có mỗi Thanh Mai. Bây giờ tiểu thư và tỷ nữ tranh nhau quét tuyết, hắn là nam nhân phải giả vờ không thấy, thật sự rất khó xử. Do dự một chút, xích ô đứng lên nói. Để ta làm. Hỏa Yến còn chưa kịp nói, Thanh Mai đã cười tươi, nhét cây trổi vào tay xích ô. Vậy thì cảm ơn xích ô thị vệ. Xích ô, hắn nghi ngờ rằng tiểu tỷ này cố tình đợi hắn. Hỏa Yến có chút ngượng ngùng, xích ô dù sao cũng là tài tuấn của cửu kỳ doanh, thường ngày đi theo tiêu giác chắc chưa từng làm việc như quét xác này khiến một thị vệ cầm kiếm làm gã sai vật, như vậy chẳng khác nào hòa ra bắt nạt người. Hỏa Yến vội nói. Thôi, để ta làm, không sao đâu. Thanh Mai cười nói. Xích ô thị vệ rất tốt, lại có sức, cô nương nghỉ ngơi đi, thân thể ngài không khỏe. Xích thầm nghĩ, tiểu tỷ này chắc không biết tiểu thư của hắn ở Lương Châu vệ từng một mình nhấc trăm cân đá. Nhưng ở đây có hai nữ tử, việc quét tuyết này vẫn để hắn làm thì hơn. Xích ô cầm chổi quét sân, Thanh Mai vừa nhìn nồi cháo trong bếp, vừa chỉ dẫn. Xích ô thị vệ, đừng chỉ quét giữa sân, trong góc cũng phải quét, nếu thiếu ra về nhà ban đêm không thấy đường mà té thì sao? Bên trái còn sót tuyết kìa. Hỏa Yến kéo ghế ngồi cạnh cửa, nhìn thấy xích ô cao lớn bị tiểu thị nữ chỉ huy, cảm thấy rất thú vị. Khi xích ô quét xong tuyết và Thanh Mai nấu xong cháo, ba người cùng ngồi vào bàn ăn. Hòa Tuy và Hòa Vân Sinh đi sớm, Thanh Mai đã chuẩn bị bánh rán từ tối qua để họ mang theo. Sau khi ăn xong, Hòa Yến ngồi trong phòng trầm tư. Nàng muốn đến hứa ra tìm Phúc Vượng, nhưng khi mở ngăn kéo ra, không còn một tấm ngân phiếu nào, lòng đầy lo lắng. Lúc ở tiêu gia, nàng nên lấy ít ngân phiếu từ ngăn kéo của tiêu giác. Bây giờ với thân phận này, mượn tiền cũng không tiện, hay là... Đi tìm lâm song hạc, trong khi nàng đang lo lắng vì chuyện tiền bạc, ở phòng chứa đồ, xích ô thấy một con bồ câu bay tới đậu trên xà nhà đôi mắt đen láy nhìn hắn xích ô giang tay bồ câu bay đến đậu lên tay hắn trên chân bồ câu buộc một ống đồng nhỏ xích ô tháo ống đồng lấy ra một tờ giấy hắn đọc xong tờ giấy mắt thoáng hiện lên vẻ không hiểu nhưng nhanh chóng chỉnh lý thả bồ câu bay đi đến trước cửa phòng hỏa yến và gõ cửa hỏa yến mở cửa thấy là xích ô liền hỏi có chuyện gì thiếu gia ẩm thu kiếm lần trước ở tế dương đối chiến với ô thác vỏ kiếm đã nứt xích hô nói ẩm thu kiếm là do đại sư đúc kiếm lỗ đại xuyên làm ra hiện giờ kiếm đang được ông ấy tu sửa hỏa yến khẽ gật đầu không hiểu lời xích hô nói liên quan gì đến mình hôm nay là ngày lấy kiếm thiếu gia ra khỏi thành ta cũng phải đi ra ngoài không thể đến lấy kiếm được lỗ đại sư có quy định nếu bỏ qua ngày này thì phải chờ trăm ngày sau mới có thể lấy lại trước khi lấy kiếm ngoài kiếm chủ, chỉ có người thân nhất của ông ta mới được phép. Sao? Hòa Yến ngạc nhiên. Quy định này cũng nghiêm khắc quá. Nhưng trên đời, các nghệ nhân tài giỏi đều có chút tính cách riêng. Lỗ Đại Xuyên tất nhiên có thể rèn ra ẩm thu kiếm bảo khí, có chút kỳ quặc cũng là điều dễ hiểu. Hòa cô nương. Xích ô nhìn nàng nói. Ngài bây giờ là vị hôn thê của Đô Đốc, nếu ngài đi lấy kiếm, Lỗ Đại Sư sẽ đồng ý. Vậy nên, Hòa cô nương có thể giúp thiếu ra một chuyện đi lấy kiếm từ lỗ đại sư được không Hỏa yến nói không phải việc khó chỉ là làm sao chứng minh ta là vị hôn thê của đô đốc ngày không có xà văn hắc ngọc của thiếu gia sao xích sì ô trả lời dùng nó là được hòa yến tháo miếng ngọc đen từ bên hông cái này có thể chứng minh thân phận thiếu gia của các ngươi sao xích sì ô đúng vậy vậy dùng cái này đi tiền trang có thể rút tiền được không xích sì ô hòa cô nương nếu thiếu tiền có thể nói với ta thiếu gia sẽ không để ngài phải lo lắng hỏa yến cười to nói ta chỉ đùa thôi nhưng trong lòng ngầm hiểu miếng ngọc đen này đi đến đâu cũng được đổi ít tiền tiêu không phải là đùa nàng liền nói ngay được không phải việc lớn gì ngươi cho ta địa chỉ của lỗ đại sư lát nữa ta sẽ đi lỗ đại sư ở núi phía bắc thành đường hơi xa xích sì ô nói ta sẽ chuẩn bị xe ngựa và thị vệ cho hòa cô nương để tránh nguy hiểm hỏa yến thôi thì vệ của các ngươi ngay cả ta cũng đánh không lại nếu gặp nguy hiểm ai cứu ai chưa biết ngươi chỉ cần cho ta địa chỉ ban ngày ban mặt không sao đâu huống hồ từ lần thích khách trước thành thủ đã tăng cường chuẩn bị gấp đôi không vấn đề gì nàng kiên quyết xích ô không thể thuyết phục cuối cùng đành chịu xích ô dường như có việc khẩn cấp viết xong địa chỉ của lỗ đại xuyên cho hỏa yến rồi vội vàng rời khỏi phủ hỏa yến chân an thanh mai xong mới dắt hương hương ra cửa Chỗ ở của lỗ đại xuyên tuy xa nhưng cũng không khó tìm. Bắc Sơn vào đông, tuyết động dày hơn trong thành, phủ trắng xóa. Nếu đi xe ngựa trong núi, có lẽ phải mất cả ngày đêm. Hỏa Yến may mắn không nghe lời xích ô đi xe ngựa mà cưỡi ngựa, ít nhất trước khi mặt trời lặn, có thể gặp lỗ đại sư. Lỗ đại xuyên đúng là một nhân vật kỳ lạ, Hỏa Yến nghĩ rằng ông ta sống trên núi sẽ là một cao nhân tiên phong đạo cốt, nhưng không ngờ ông ta lại xây dựng một cung điện lộng lẫy như một trạch viện trên núi vừa bước vào hỏa yến thấy hai con hổ lớn chạy tới ngầm gừ về phía nàng hương hương giật mình suýt nữa hất văng hỏa yến nàng trần an hương hương xuống ngựa xem xét mới phát hiện hai con hổ lớn này làm từ gỗ mắt đen như lấp lánh đá quý sáng rực từ một nơi bí mật nhìn qua giống hệt như thật hỏa yến kinh ngạc nghĩ đây chắc chắn là tác phẩm của lỗ đại xuyên đúng là một nghệ nhân tài hoa xuất chúng cửa không khóa chỉ khép hờ hai con hổ lớn vẫn gầm gừ về phía Hỏa Yến nhưng không hành động gì khác. Hỏa Yến suy nghĩ một chút rồi đẩy cửa bước vào. Vừa vào, nàng cảm thấy nơi này giống như một đại ngụy thu nhỏ. Trong đại trạch viện của Bắc Địa, đào một con mương nhỏ giống vùng sông nước Giang Nam, bên trong có những chiếc thuyền nhỏ vừa một người ngồi, rèm cửa buông thõng, vang lên tiếng nhạc từ đó. Nhìn kỹ, thuyền không có người, chỉ có một hộp gỗ nhỏ. Hoa cỏ trên tường cũng là giả, nhưng được làm sống động như thật, dù là vào mùa đông, vẫn toát lên vẻ náo nhiệt phồn hoa. Trên mặt đất dài rác vài hòn đá màu sắc rực rỡ, không phải đá quý nhưng vẫn lóe sáng nhỏ vụn, thu hút sự chú ý. Hỏa Yến như bước vào Long Cung trong truyền thuyết, hoặc như đến tiên cảnh, không khỏi thán phục tài nghệ của người này, không ngạc nhiên khi ông ta có thể rèn được bảo kiếm như ẩm thu. Nàng vừa bước vào chính đường, cửa bật mở, Hỏa Yến bước vào, thấy một người đàn ông mặc áo bào trắng đang ngồi trong đại sảnh, tay gọt cây trúc thành chuồn chuồn. Hắn đã gần hoàn thành, Hòa Yến nhìn chăm chú khi hắn kéo đuôi chuồn chuồn, nó liền. Ông ông ông. Bay lên, nàng không tìm được kêu lên một tiếng kinh ngạc, người đàn ông quay lại, để Hòa Yến thấy rõ mặt hắn. Thực tế, người đàn ông này mặc tiên phong đạo cốt, áo bảo trắng nhẹ nhàng phiêu giật, như một ẩn sĩ chiều trước. Nhưng khác biệt hoàn toàn là ngoại hình của hắn, rất hiền hòa, không quá khiêm tốn, như một quả cầu tròn trịa. Khi hắn cười, giống như một tôn di lạc Phật, không có nửa điểm phong thái của ẩn sĩ. Điều này vượt ngoài dự kiến của Hòa Yến, nàng nghĩ sẽ gặp một lão đầu dâu bạc cao ngạo và quái gở, không ngờ lại là một người hòa ái mập mạp. Hơn nữa, người này còn rất trẻ, chỉ khoảng 20 tuổi, là một thanh niên mập mạp. Có khách đến. Người này cười nói. Ngài là lỗ đại sư sao? Hỏa Yến tháo ngọc bội bên hông cho hắn xem. Ta đến thay tiêu đô đốc lấy kiếm. Ồ, lỗ đại xuyên thấy ngọc bội của hỏa yến ngạc nhiên tại sao kiếm của tiêu hoài cẩn lại ở trên người ngươi ngươi là vị hôn thê của tiêu giác sao bị hỏi bất ngờ hỏa yến không biết trả lời thế nào một lát sau nàng nhẹ gật đầu đúng vậy thì ra là vị hôn thê của hoài cẩn lỗ đại xuyên gật đầu đánh giá hỏa yến một lần nữa không sai không sai hỏa yến cảm thấy không tự nhiên suy nghĩ một chút rồi hỏi lỗ đại sư và tiêu đô đốc có vẻ rất thân thiết người này trông rất hòa ái đâu có vẻ bất cần như xích ô nói không hẳn là thân cũng không hẳn là không thân lỗ đại xuyên cười lắc đầu phủi tay kéo kẹt một tiếng hòa yến nhìn theo âm thanh thấy một người gỗ cao khoảng một thước hình dáng một mỹ phụ nhân cộc 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 đi vào trong không biết đang làm gì cái này cũng là do lỗ đại sư làm chỉ là một chút người gỗ lỗ đại xuyên cười trong biệt uyển này không có người sống, chỉ có người gỗ, hàng ngày giúp ta làm việc. Nghe có chút đáng sợ, nhưng Hòa Yến không cảm thấy hoảng sợ, nàng nói. Sao ngài không thuê vài người thợ thủ công đến giúp, hoặc là xuống núi sống? Khó mà làm được. Lỗ Đại Xuyên nói. Ta đã sống trên núi hơn 30 năm, cuộc sống dưới núi không hợp với ta. Hòa Yến. Xin hỏi, Đại Sư năm nay bao nhiêu tuổi? Người này trông chỉ hơn 20 tuổi, sao lại sống trên núi hơn 30 năm? Ngươi đoán xem. Hỏa Yến không đoán được, thẳng thắn nói. Nhìn đại sư, cũng chỉ khoảng 20 tuổi thôi. Lời này như lấy lòng lỗ đại xuyên, hắn ôm bụng cười ha ha. Ngươi đứa nhỏ này, miệng như bôi mật, khó trách tiêu hoài cần thích ngươi. Thực sự là làm người khác ưa thích. Hỏa Yến, nàng đang nghĩ ngợi, sao vị đại sư đúc kiếm này lại trông không nghiêm túc, thì người gỗ nhỏ vừa chạy vào nhà lại. Cộc cộc cộc. Chạy ra, tay cầm một hộp dài, đặt trước mặt Hỏa Yến. Hỏa Yến mở hộp, thấy một thanh trường kiếm nằm trong hộp, thân kiếm như xương như tuyết, chính là ẩm thu. Đã sửa xong rồi sao? Hỏa Yến vui mừng nói, trên vỏ kiếm không còn dấu vết nứt. Chỉ là một thanh kiếm thôi, không cần bao lâu. Lỗ Đại Xuyên nhìn Hỏa Yến, cười hòa nhã. Ngươi đã là vị hôn thê của Tiêu Hoài Cẩn, xem ở phân thượng của Tiêu Hoài Cẩn, ta có thể làm cho ngươi một vũ khí hay bảo vật, ngươi muốn gì? Hỏa Yến đùa nói đại sư có thể làm cho ta một thanh kiếm giống ẩm thu không lỗ đại xuyên nhìn nàng mỉm cười nói không thể tại sao hỏa yến cười hỏi đại sư cho rằng ta không xứng với thanh kiếm của ngài người đã có một thanh kiếm không cần thêm một thanh khác nụ cười của hỏa yến lập tức cứng lại nhìn lỗ đại xuyên người này làm sao biết nàng có một thanh kiếm đại sư ta không có kiếm hỏa yến nói ta ngay cả một vũ khí phòng thân cũng không có sẽ có lỗ đại xuyên lắc đầu cười như nhìn thấu mọi thứ về nàng thanh kiếm của ngươi sẽ trở lại bên ngươi hỏa yến nhìn chằm chằm lỗ đại xuyên cố tìm ra sơ hở trên mặt hắn nhưng chỉ thấy nụ cười hòa nhã không thấy điều gì khác hỏa yến ôm hộp chứa ẩm thu đứng dậy đại sư trời đã không còn sớm hôm nay ta đến đây chỉ để lấy kiếm giờ kiếm đã lấy được ta cần phải về nàng cúi chào lỗ đại xuyên cảm ơn đại sư không cần khách sáo Lỗ Đại Xuyên cũng đứng dậy, đứng lên khá khó khăn do dáng người mập mạp, cần một chút sức lực, hắn lúng túng dẫn Hỏa Yến ra cửa, bên cạnh là hai con hổ lớn lộng lẫy và người gỗ nhỏ, như giấu trong núi sâu của một đế vương cổ quái. Đi thôi, Hỏa Yến lên ngựa, quay người đi, bóng lưng trông như chạy trôi chết. Tiếng vó ngựa dần xa, Lỗ Đại Xuyên, hờm, một, tiếp tục, cha tê Xuyên lắc đầu, quay người trở về, vừa đi vừa lầm bẩm Hoài Cẩn à Hoài Cẩn, vi sư chỉ có thể giúp ngươi đến đây. Trên núi trời tối rất nhanh, khi Hỏa Yến đến, mặt trời chưa lặn, ở biệt Uyển của lỗ đại sư không lâu, nhưng khi ra về, trời đã tối đen. Cũng may đêm nay trăng sáng tỏ, chiếu vào khắp núi đồi trong đống tuyết, so với những ngày bình thường còn sáng hơn một chút. Nàng nhớ rõ đường đi, cưỡi hương hương xuống núi, trong lòng vẫn nghĩ về cuộc nói chuyện với lỗ đại sư làm sao lỗ đại sư biết nàng đã có một thanh bảo kiếm? Ông ta biết rõ điều gì, hay thực sự là cao nhân thế ngoại, chỉ cần nhìn đã biết nàng tá thi hoàn hồn. Nhưng nàng hiện giờ một mình, không biết gì về lỗ đại xuyên, đợi khi xuống núi gặp tiêu giác, hỏi rõ lỗ đại xuyên là ai, rồi tính tiếp. Hỏa Yến thở dài một tiếng, trước kia nàng nữ giả nam trang nhập ngũ lương châu vệ, thân phận. Hòa đại tiểu thư, vừa mới giải quyết, giờ lại thêm phiền phức mới. Thời gian này, như không ngừng giải quyết hết phiền phức này đến phiền phức khác ánh mắt hỏa yến rơi trên hộp gỗ trước mặt may mắn cuối cùng đã lấy lại được kiếm ẩm thu không biết thanh lang của nàng giờ bị hòa như phi đặt ở đâu với tính cẩn thận của hòa như phi trừ khi bất đắc dĩ chắc chắn sẽ không để ai thấy thanh lang nếu thanh lang còn ở bên nàng chắc chắn phải ngày ngày lau chùi con ngựa phi nhanh trong núi gió lạnh đập vào mặt làm đau nhức nàng thở ra một hơi dưới bóng đêm thành sương trắng núi này cực kỳ lạnh đột nhiên sau lưng có vật gì lao đến ngựa giật mình đứng lên hỏa yến kéo dây cương ngay sau đó có người từ phía sau bay tới mũi kiếm sáng loáng nhắm thẳng vào lưng nàng có thích khách hỏa yến nghiêng người tránh nhảy xuống ngựa chưa kịp nhìn rõ người này là ai hắn đã nhào về phía nàng kiếm trong tay nhắm thẳng vào tim đúng là không nói lời nào đã muốn lấy mạng nàng rừng núi hoang vắng không có ai dù có hét lên cũng không gọi được thành thủ. Nàng tay không vũ khí, rất phiền toái, bất đắc dĩ, liền dùng một tay đập hộp gỗ kẹp dưới nách. Đông, một tiếng, hộp gỗ vỡ, kiếm ẩm thu rơi vào tay hỏa yến. Dù đã từng thấy và chạm vào, đây là lần đầu tiên nàng cầm kiếm ẩm thu trong tay. Vừa cầm, cảm nhận được sự lạnh bút toàn thân của kiếm, giống như chủ nhân của nó, lạnh thấu xương và sắc bén. Xin lỗi tiêu giác, nàng thầm nghĩ, tạm thời mượn kiếm của ngươi dùng một lát. Hỏa Yến đột nhiên rút kiếm ẩm thu, nhìn về phía người trước mặt, quát. Ngươi là ai? Dưới ánh trăng sáng, Hỏa Yến mới thấy rõ, đối phương toàn thân mặc áo tròn đen, mũ che hơn nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra chút cằm, trong đêm lấp lánh như ngọc xanh. Nàng còn chưa kịp nhìn kỹ, đối phương đã không chờ đợi, cầm kiếm quét tới cổ nàng. Không nói hai lời liền đánh, Hỏa Yến giật mình, sát khí đã đến mức này, đối phương muốn giết nàng xem ra chỉ muốn lấy mạng nàng hỏa yến nhíu mày chẳng lẽ là người của hòa như phi phái tới nếu vậy sao lần này chỉ có một người nhưng rất nhanh hỏa yến hiểu tại sao lần này chỉ có một người so với lần trước người này cao siêu hơn nhiều dù giao thủ nàng không khỏi kinh ngạc kiếm pháp của hắn tinh diệu nhìn bình tĩnh nhưng đầy sát khí cùng nàng không phân cao thấp nàng kinh ngạc người này có lai lịch thế nào dù ở sóc kinh thân thủ như vậy cũng hiếm thấy hòa như phi có thuộc hạ hả lợi hại như vậy sao không kịp nghĩ trường kiếm giao múa phát ra tiếng leng keng hỏa yến lách mình tránh mũi kiếm khuỷu tay đánh vào bụng đối phương nhưng người kia như đã đoán trước nghiêng mình tránh vọt đến sau lưng hỏa yến cầm kiếm đâm tới hỏa yến không kịp né đành chờ tay hồi đâm hai kiếm chạm vào nhau ầm um. một tiếng cả hai lui mấy bước hỏa yến sừng sốt một chút không hiểu sao có cảm giác quen thuộc uồn lên nàng không biết cảm giác này từ đâu nhưng chưa kịp nghĩ rõ người kia đã cầm kiếm đâm tới lần nữa đối phương động tác cực nhanh sau mỗi lần giao thủ không có chút khoảng cách hay nhàn rỗi liền tiếp tục tấn công kiếm chiêu như gió táp mưa rào tinh tế và dày đặc hỏa yến với kiếm ẩm thu sắc bén và linh hoạt trong tay đã sớm quen thuộc những sơ hở liên quan đến phi hồng tướng quân liền không còn giấu giếm bông tuyết nhảy múa trong gió trong bóng đêm rừng trúc như có gió nhẹ vang lên, sát ý dần dần bị vùi lấp. Hỏa yến điểm nhẹ mũi chân, kiếm ẩm thu trong tay như có thần dao cách cảm, cuối cùng thấy một tia sơ hở trong kiếm chiêu của đối phương, không do dự, thân ảnh nhanh như điện, vùng kiếm đâm tới. Ngay lúc đó, người kia cũng đâm về phía hỏa yến. Hai thanh trường kiếm, trên không trung phát ra tiếng va chạm thanh thúy. Ba, một tiếng, kiếm của người áo đen bị ẩm thu chém đứt làm hai. Hỏa yến nhanh chóng xoay người, đâm nhanh về phía bóng lưng chưa quay lại của người kia. Mũi kiếm, chỉ cách một chút, đã muốn đâm vào áo hắn. Nhưng lại dừng lại ở khoảng cách nhỏ bé này. Không gian yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng tuyết rơi, và tiếng giã hạc vọng lại từ xa trong sơn cốc. Hỏa Yến nhìn bóng lưng đối phương, như cảm nhận được điều gì, tay nắm chuôi kiếm khẽ run. Người kia không nhúc nhích, cô chậm rãi, giọng nói khàn hỏi. Ngươi là ai? Trong khoảnh khắc, như núi thang xé toạc mây đen, ngàn gió thổi ngọc, vạn hạc trải bạc, người kia chậm rãi xoay người, tháo mũ xuống, để lộ khuôn mặt quen thuộc. Tiêu giác, hỏa yến lầm bẩm chiếc áo choàng đen trong đêm tuyết bị gió cuốn phất phới, chàng thanh niên với ngũ quan như ngọc điêu khắc, Tuấn Mỹ không thể tưởng tượng, ánh mắt đen sâu thẳm như có cảm xúc khó tả, nhìn cô như thể từ quá khứ đến hiện tại, và có lẽ cả tương lai. Kiếm pháp của người tiến bộ không ít. Hắn mỉm cười. Đã lâu lấy. không gặp, Hòa tướng nếu Quên. các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn